Hallelujah, Chúa, chúng con cảm ơn Chúa bởi vì một ngày nữa để rồi chúng con được học lời của Ngài. Chúa ơi, cảm ơn Ngài bởi vì sự chu cấp của Ngài trong sống chúng con. Không thiếu thốn bất kỳ một điều gì cả, Chúa ơi. Hallelujah, và cảm ơn Chúa vì kế hoạch bình an và thịnh vượng mà Ngài dành cho đời sống của chúng con. Chúa ơi, xin hãy tiếp tục bày tỏ chính mình Ngài cho chúng con. Xin dạy dỗ chúng con lời của Ngài buổi tối ngày hôm nay qua đầy tớ của Ngài. Xin dùng môi miệng của chúng con để rồi chúng con có thể loan báo ra tin lành phúc âm của Ngài cho con dân của Chúa. Chúa ơi, hallelujah, Chúa ơi, con cầu nguyện và con tin rằng Chúa Ngài là chủ của nhóm này. Chúa ơi, hallelujah, mọi sự vinh hiển nó thuộc về Ngài. Chúa ơi, con ngợi khen Chúa và chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Hello pastor. Yes, hold on, let me change this thing. Hold on. Okay. How are you doing, everybody? Ông bà chị em thế nào rồi ạ? It's been a while. I haven't heard from you again. It's almost 1 week. Một tuần rồi không được gặp lại ông bà anh chị em. Không được nghe thấy tiếng cầu nguyện được các thứ của anh chị em, rất là nhớ. We are here in heavy raining in Bandung. I don't know what happened in Kamau. Is there any rain? Yeah, in Kamau also raining. Yeah. Oh, it's raining also. Yeah. Ở Bandung đó, ở chỗ ông mục sư ở cũng đang mưa rất là to anh chị em. Ở dưới Cà Mau cũng đang mưa to hả? Ở Sài Gòn cũng đang có mưa. Yeah. Here in Bandung we have a rain. Rain is raining every day. Ở chỗ ông ở thì có mưa suốt cả ngày mà ngày nào cũng mưa. Okay. Before I continue, let's pray first. You know, let's invite the Holy Spirit to minister to each every one of us. Giờ tôi sẽ cầu nguyện và chúng ta hãy kêu cầu Thánh Linh của Chúa đến và thăm viếng đời sống của từng người trong số chúng ta. Heavenly Father, we just want to thank you for your mercy and goodness. Cha yêu thương của chúng con ơi, chúng con cầu nguyện, chúng con cảm ơn Ngài bởi vì tình yêu thương và sự nhân từ của Ngài trên chúng con. I welcome you, wonderful Holy Spirit, in this house. Chúa ơi, chúng con chào đón Thánh Linh của Ngài đến cùng với chúng con ở nơi chúng con ở. Here I am, Lord, humbling myself before you, seeking your face. Chúa ơi, chúng con đang đứng trước mặt Ngài, đang tìm kiếm mặt Ngài đây, Chúa ơi. And I worshiping you, Lord Jesus, because you worthy to be praised. Ôi Chúa ơi, chúng con thờ phượng Ngài bởi vì Ngài xứng đáng để rồi được nhận lấy sự thờ phượng của chúng con, Chúa ơi. Come, wonderful Holy Spirit, and minister to each every one of us. Chúa Thánh Linh ơi, xin hãy đến và phục vụ cho từng người một trong số chúng con. And I ask you, Father, in the name of Jesus. Và Chúa ơi, cũng cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. That you will anoint me, Lord, with double portion of the anointing of the Holy Ghost. Ô Chúa ơi, con cầu nguyện rồi Chúa ngài sức giàu cho con với Chúa ơi, bởi vì sự sức giàu của Thánh Linh Ngài trên đời sống của con. And anoint those who hear also, Lord God, in the city of Kamau. Chúa ơi, con cầu nguyện rồi Chúa ngài sức giàu cho những anh em chúng con đang ở Cà Mau cũng được nghe thấy tiếng của Ngài. And I ask you, wonderful Holy Spirit, please walk with me. Ô Chúa, con cầu nguyện Thánh Linh của Chúa, xin hãy cùng làm việc cùng với con. As I share the word of God according to what is in your heart. Để rồi con có thể chia sẻ ra lời của Ngài theo những cái điều ở trong lòng Ngài muốn nói với dân sự của Ngài. Take over my life completely, wonderful Holy Ghost. Ô Thánh Linh của Chúa, hãy nhận lấy của lễ của chính đời sống của con đây, Chúa ơi. For I am totally dependent upon you. Chúa ơi, bởi vì con hoàn toàn nương cậy nơi Ngài. I cannot do it without you, wonderful Holy Spirit. Ô Chúa ơi, con không thể làm được điều đó nếu như không có Ngài, Chúa ơi. In the name of Jesus Christ, Son of the Living God, I pray. Chúa con cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ, con của Đức Chúa Trời hằng sống. Amen. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. It is good to be here again. Rất là tốt, rất là phước hạnh khi được gặp lại ông bà anh chị em. So, I was wondering, you know, do you still remember what I shared last Friday? Tôi đang tự hỏi là không biết anh chị em còn nhớ những cái điều mà tôi chia sẻ cho ông bà anh chị em cách đây 2 tuần không? Thứ 6 đó. If you forgot, you can ask Lam Christian, you know, to get the streaming line part 1 and part 2. Nếu mà anh chị em quên đó, anh chị em có thể hỏi Lam ha. Lam sẽ gửi cho ông bà anh chị em phần 1 và phần 2 của loạt bài giảng này. So last Friday, you know, when I share in part 2,
We are encouraging to give to the poor. Và thứ sáu tuần cách đây 2 tuần đó thì tôi chia sẻ cho ông và anh chị em về phần thứ hai, đó là chúng ta làm được trở nên thịnh vượng bằng cách là chúng ta ban cho những cái người nghèo khổ. So at this opportunity, you know, I'd like to share the fourth key of financial breakthrough for financial breakthrough. Trong cái bài giảng hôm nay thì tôi muốn chia sẻ cho bạn anh chị em là về loạt bài thứ ba trong cái loạt bài về đột phá trong tài chính. So the fourth key for financial breakthrough is to give to the Lord through tithing and offering. Và cái chìa khóa thứ ba này đó là chúng ta dâng hiến cho Chúa thông qua cái phần 10 và các của dân của chúng ta. So last time we give it to the poor, now we give to the Lord. Lần trước thì chúng ta nói về vấn đề ban cho những người nghèo, thì ngày hôm nay chúng ta nói về việc chúng ta dâng hiến cho Chúa. Let's take a look what the Bible say in Malachi chapter 3 verse 8 through 9. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem trong sách Malachi chương số 3 câu số 8. Let me read it for you. Malachi 3 chapter 3 verse 8 through 9. Do not rob God. Will a man rob God? Yet you have robbed me, but you say, in what way we have robbed you? In tithe and offering, you are cursed with a curse, for you have robbed me, even this whole nation. Kinh Thánh ở trong câu số 8 và câu số 9 ở sách Malachi thì nói rằng là người ta có thể ăn trộm của Đức Chúa Trời không? Thật vậy, các ngươi ăn trộm của ta, nhưng các ngươi nói làm sao chúng tôi trộm của Ngài được? Trong các lễ vật phần 10 và các lễ vật dâng hiến, các ngươi đang bị rủa sả vì các ngươi cả nước đã ăn trộm của ta. So, this is so clear, you know, if you don't give tithe and offering, you are cursed, being cursed. Và đây một cái điều rất là rõ ràng trong như lời của Chúa, đó là nếu như chúng ta không có dâng hiến một phần 10 và các của dân của mình thì chúng ta đang đặt mình vào trong chỗ nhận lấy sự rủa sả. So what is curse here in this verse? What is curse? Thì cái sự rủa sả ở đây là gì? Trong câu này đang nói về điều gì đây? A curse is a great harm or trouble or misfortune. Cái sự rủa sả đó là cái tai họa đến nè, rồi mất đi cái cơ hội nè, rồi không có đạt được cái phước hạnh giống như Chúa đã định cho mình. So in the Bible, curse is the opposite of blessing. Ở trong Kinh Thánh đó, thì sự rủa sả nó là đối diện, nó là đối ngược, nó là cái đường ngược lại với lại cái phước hạnh, anh chị em. So some Christians say, you know, that oh, we don't have to give tithe because this is in old covenant. Một số cơ đốc nhân hay là mấy cái người giảng dạy lời Chúa thì nói rằng là bây giờ mình không cần phải dâng hiến nữa đâu, bởi vì dâng hiến một phần mười á đó là luật pháp cựu ước, chứ không phải là chúng ta đang sống được trong thời tân ước. And then they said, you know, we are no longer under the law and we are living in the new covenant. Họ nói rằng là chúng ta không còn ở dưới luật pháp nữa, bây giờ chúng ta sống ở trong một cái giao ước mới. So Christian people, they have a choice to give tithe or not to give the tithe. Cho nên cơ đốc nhân á, thì họ có quyền á, là để mà dâng hiến hoặc là không có dâng hiến một phần mười. Họ nghĩ như vậy. So I don't want to argue with the people who don't believe in tithing. Nhưng mà ngày hôm nay thì tôi không có muốn gọi là tranh luận gì với mấy cái người mà không có đồng ý cái việc dâng hiến một phần mười. I believe in Old Testament and New Testament because they are the Word of God. Tôi tin rằng là Cựu Ước và Tân Ước cùng làm việc với nhau bởi vì tất cả đều là lời của Đức Chúa Trời cả. The Bible is the Word of God. It doesn't matter Old Testament or New Testament. They are the Word of God and they are life. Kinh Thánh, cả Cựu Ước lẫn Tân Ước đều là lời của Đức Chúa Trời, cho nên là cả Cựu Ước và Tân Ước đều là lời của Đức Chúa Trời, và đó chính là sự sống. So tithing is different with offering. Nhưng mà một phần mười á thì nó sẽ khác với lại các của dân. So tithing is 10% of your income. Một phần mười tức là 10% tài sản, 10% thu nhập của anh chị em.
While offering is a money that you're willing to give to the Lord after you pay tithe. Và cái phần của dân đó là những cái phần dân hiến mà anh chị em vui lòng, sẵn lòng dân hiến lên cho Chúa sau khi mà anh chị em đã nộp một phần mười rồi. So after you give tithe, you can give offering. Cho nên là sau khi anh chị em đã dâng hiến một phần mười tài chính của mình rồi đó, thì anh chị em có thể dâng thêm nữa, gọi là các của dân. It can be small amount of money, or it could be equal with the tithe, or it could be bigger than tithe. Nó có thể là một số cái khoản tiền nhỏ thôi, hoặc là nó có thể bằng một phần mười luôn, tổng cộng là hai phần mười đấy. Và đôi khi anh chị em có thể dư dật hơn nữa, anh chị em có thể dâng hiến hơn một phần mười nữa. So whenever you receive income on your salary, on your business, you have to give tithe. If you give only small amount of money, that means offering, that means you haven't paid tithe already. You haven't paid yet. Khi mà chúng ta học cách dâng hiến một phần mười đó anh chị em, chúng ta phải để ý ra là khi một cái khoản thu nhập nào đến trên đời sống của anh chị em thì anh chị em phải trích ra ngay lập tức một phần mười để mà dâng hiến cho Chúa, thì đấy gọi là một phần mười. Nhưng mà nếu như mà cả cái tháng đó mà anh chị em thu nhập được cái khúc đó mà anh chị em dâng ra ít hơn á, thì anh chị em nói đó là cái của dân, nhưng mà thực sự đó là cái của dân, nhưng anh chị em vẫn chưa nộp phần một phần mười. So many people, many Christian people who do not tithe, to give tithe and offering, they are being cursed. Cho nên là nói về cơ đốc nhân đó anh chị em, là khi mà những cái người cơ đốc nhân á, không có chịu nộp phần 10 á, không có chịu nộp phần 10 nha, thì họ đang đặt mình vào cái chỗ bị rủa xả. And then the Lord is already command you to bring tithe to the storehouse. Và Chúa cũng ra cho chúng ta một cái mạng lệnh, đó là chúng ta cần phải đem một phần mười nộp vào kho. What happened if you don't bring tithe unto the house of the Lord? What happened? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như mà anh chị em chúng ta không có nộp một phần mười vào trong kho của Chúa? The enemy, the devil, will have access to curse you. Thì khi mà anh chị em làm như vậy đó, thì ma quỷ nó có cái quyền hợp pháp để nó có thể bước vào trong đời sống của anh chị em và nó phá cái công việc của bà anh chị em. Đó. The devil will not ask permission to attack you because you didn't give tithe, and then what happened? The devil have full access to destroy you. Yeah. Ma quỷ nó không có cần xin phép anh chị em để mà nó có thể bước vào đời sống anh chị em đâu. Nhưng mà khi mà anh chị em không có chịu nộp phần 10 thì có nghĩa là anh chị em đã mở cánh cửa ra và nó được trọn vì quyền, nó bước vào đời sống của anh chị em và nó hành hạ đời sống của anh chị em nếu chúng ta mở cửa. And then when God see the devil attack his people, God cannot do anything. Và khi mà Chúa nhìn thấy ma quỷ tấn công con dân của Ngài như vậy thì Ngài thực sự là không có thể làm gì điều được, không có thể làm điều gì được trong lúc đó. Because the Bible is so clear, if you don't tithe, you're being cursed. Bởi vì Kinh Thánh đã nói rất là rõ ràng cho chúng ta biết rằng là nếu như chúng ta không có dâng hiến một phần mười thì chúng ta đang đặt mình vào cái chỗ bị rủa xả. So this is the reason why so many Christian people having their problem in financially because, you know, they don't tithe to the Lord. Và đó cũng là lý do mà rất là nhiều cơ đốc nhân đó anh chị em họ bị gặp khó khăn trong vấn đề tài chính, đó là bởi vì họ không có chịu dâng hiến một phần mười lên cho Chúa. And because they do not obey the God's command to tithe. Và bởi vì là họ không có vâng lệnh, cái mạng lệnh của Chúa truyền cho họ rằng là phải dâng hiến một phần mười. Let's take a look, you know, in Malachi chapter 3, verse 10 to 12. Bây giờ chúng ta hãy xem tiếp tục ở trong sách Malachi chương số 3, câu số 10 đến câu số 12. The Bible say, bring all tithe into the storehouse, that there may be food in my house. And try me now in this. Try me here, prove me, says the Lord. And I will not open the windows of heaven and pour out you so much blessing that you will not have enough room to receive it. Câu số 10 nói rằng là hãy đem tất cả phần 10 vào kho của ta, để nhà của ta có đủ lương thực. Hãy làm như thế để thử ta,
Chúa vạn quân phán, để xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến chỗ không chỗ chứa chăng. And then I will rebuke the devourer for your sake, so that he will not destroy the fruit of your ground, nor shall the vine fail to bear fruit for you in the field, says the Lord of hosts. Câu số 11 nói rằng là ta sẽ quở trách các vật phá hoại các ngươi, để chúng sẽ không phá hoại hoa quả ruộng đất các ngươi và nho ngoài đồng và nho ngoài đồng sẽ không bị mất mùa. Chúa vạn quân phán. And all the nations will call you blessed, for you will be a delightful land, say the Lord of hosts. Bây giờ mọi nước sẽ coi ngươi là có phước, vì ngươi là một đất nước được ưa thích. Chúa vạn quân phán. So, concerning tithing, this is very seldom the pastor speak about the tithing in the church. Và khi mà nói về vấn đề dân hiến này đó thì rất là ít mục sư dám sẵn sàng để mà chia sẻ vấn đề dân hiến này ở trong hội thánh. Since I stay in Indonesia, I seldom heard about the pastor who explained about tithing in Malachi chapter 3. Khi mà tôi ở bên Indonesia thì tôi nghe có câu chuyện rằng là có một mục sư kia khi mà ông giảng về vấn đề dân hiến 1/10 này ở trong sách Malachi. And this teaching is very controversial. Và cái sứ điệp này thì nó rất là cáo trách những cái người nghe. And the Bible is so clear, you know, in the book Nehemiah 10, chapter 10, verse 38. Và Kinh Thánh rất là rõ ở trong sách Nehemiah chương số 10 và câu số 38. And the priest, the descendant of Aaron, shall be the Levite when the Levite receive tithe, and the Levite shall bring up a tenth of tithe to the house of our God, to the room of the storehouse. Kinh Thánh nói rằng là một thầy tế lễ thuộc dòng dõi Aaron sẽ có mặt khi người Lê-vi thu 1/10 và người Lê-vi sẽ dâng lại 1/10 trong số phần thu được vào đền thờ của Đức Chúa Trời vào kho ngân khố. So according to Nehemiah 10 verse 38, the tithe is belong to the Levite. Và theo như sách Nehemiah chương số 10 câu số 38 đó thì cái phần 10 thì nó thuộc về người Lê-vi. After the Levite receive the tithe, and then the Levite shall bring the tenth of tithe to the house of our God. That is the storehouse. Sau khi mà người Lê-vi nhận được 1/10 rồi đó, thì người Lê-vi sẽ trích 1/10 trong số 1/10 mà họ nhận từ dân chúng. Họ sẽ đem cái phần đó để rồi họ đưa vào trong kho của Chúa. So the Lord command his people to bring tithe unto the house of the Lord, that there may be food in my house, says the Lord. Và rồi Chúa truyền lệnh cho con dân của Ngài rằng là cần phải dâng hiến 1/10 để nhà ta được có lương thực. So does the Lord need the food? Cho nên có phải là Chúa đói cho nên Chúa cần lương thực không anh chị em? He is the Almighty God. He doesn't need our food, but he needs the obedience of his people. Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, Ngài không có cần phải mấy cái đồ ăn của chúng ta đâu, không cần phải lương thực ở trong của chúng ta đâu. Nhưng mà cái mà Ngài cần đó là cái sự vâng lời của con dân của Ngài. So this is very clear that the tithe is for the Levite. Cho nên rất là rõ ràng rằng là cái phần 10 là thuộc về người Lê-vi. Who take care of the temple, operation of the temple. Và dùng một phần người này để mà chăm sóc, để mà cho cái đền thờ của Chúa. In modern time, the tithe is belong to the church. Trong cái thời đại hiện nay của chúng ta thì 1/10 thuộc về hội thánh của Chúa. And the church will use the money to run the whole church operation. Và hội thánh sẽ dùng 1/10 đó để mà chi trả cho các chi phí trong hội thánh. So the Bible say, the Lord say, try me now in this, says the Lord of hosts. Prove me now. Và Kinh Thánh tiếp tục ở trong sách Malachi thì có nhắc nhở chúng ta rằng là hãy lấy điều này mà thử ta. Đức Chúa vạn quân phán vậy. This is the reason why the Lord say prove me now, because the Lord knows that to give tithe 10% of their income is not easy
especially for those who have problem with financial. Và Chúa nói là thử ta là sao đây, tức là Chúa biết rằng là cái việc mà dâng hiến một phần 10 thì nó là không phải là một cái điều dễ dàng anh chị em, nó rất là đau, rất là khó chịu, đặc biệt là đối với những người đang ở trong cái tình trạng khó khăn về tài chính. But if we do the command of God, we obey the commands of God, God will fulfill his promises to us. Nhưng mà khi mà chúng ta làm theo lời của Chúa anh chị em, chúng ta tin cậy Chúa làm theo đó, thì Chúa Ngài có quyền hợp pháp để rồi Ngài có thể hoàn tất được những cái lời hứa mà Ngài đã dành cho chúng ta. So in this verse, you know, we have seven blessing promises. Và trong cái câu này thì chúng ta có bảy loại phước hạnh, bảy loại. That you may claim if you bring tithe to the Lord. Để anh chị em có thể công bố khi mà anh chị em đem một phần 10 đến dâng hiến cho nhà của Chúa. And number one is God will open the window of heaven for you. Cái điều thứ nhất đó là Đức Chúa Trời Ngài sẽ mở các cửa sổ ở trên trời cho anh chị em. And when the Lord will open the windows of heaven, you know, that means God will open all the blessing that means that has been closed in your life. Khi mà nói đến việc mở các cửa trời đó, nó liên quan đến việc Chúa Ngài mở ra tất cả những cái phước hạnh mà anh chị em đã bị giữ lại để anh chị em không có nhận được đó. Maybe you're doing business right now and then the business is going down. Có thể là anh chị em đang làm công việc kinh doanh bây giờ và rồi công việc kinh doanh nó xuống dốc. Or maybe you're doing something else, maybe you are working and then suddenly what happened, you know, all the things turns to bad. Hoặc là có thể là anh chị em đang đi làm công ở đâu đó thì tự nhiên tất cả mọi cái điều xấu xa tệ hại nó đến. Because this is very important that I would like to share with you right now. Vì đó là cái lý do rất là quan trọng để rồi tôi có thể chia sẻ cho anh chị em ngay bây giờ. Some people who listen to this sermon, to this meeting tonight will hear something new. Anh chị em khi mà một số người để tham dự nhóm này nè, khi mà tham dự buổi nhóm này sẽ nghe được một số điều rất là mới được bày tỏ ở đây. Some people will say, you know, I cannot handle it my life anymore. Một số người thì có thể nói là tôi không có thể kiểm soát đời sống của mình được nữa. My life is so difficult right now. I have so much debt in my life. Cuộc sống của tôi khổ quá, rất khó khăn quá, có nhiều cái sự chết trên đời sống của tôi quá. I've been struggling financially for many, many years. Tôi đối diện với cái khó khăn về tài chính mà trải biết bao nhiêu năm rồi. So I would like to share and I pray that those who listen here in this meeting and those outside may will be encouraged to hear the word of God. Và khi mà tôi chia sẻ sứ điệp này thì tôi muốn là những cái người mà anh chị em đang ở trên nhóm Zoom này hoặc là đang xem ở trên Facebook thì có thể được khích lệ qua lời của Chúa. Long time ago, you know, when I came to Kamau Church, I share about how I born again Christian. Rất là nhiều năm về trước khi mà tôi đến với Cà Mau và tôi chia sẻ cho những anh chị em ở dưới Hội Thánh Thiên Ái về cách làm như thế nào mà tôi trở thành một cơ đốc nhân được tái sinh. Anybody remember about my testimony? Có ai còn nhớ về cái lời chứng của tôi không? Anybody still remember? Có ai còn nhớ không ạ? Chắc là không nhớ rồi. Maybe they forgot already, huh? Có lẽ chị em nó quên mất rồi đúng không? But the reason why I like to share this one, you know, this is very important to those who struggling with finance. Nhưng mà tôi vẫn muốn chia sẻ cho anh chị em điều này bởi vì là nó rất là quan trọng, rất là ích lợi cho những anh chị em nào đang đối diện với khó khăn về tài chính. So I'd like to share about a little bit about my past when I was in the US. Tôi muốn chia sẻ thêm một chút nữa về những cái điều xảy ra trong quá khứ của tôi khi mà tôi ở bên Mỹ. The reason why I'd like to do this because I try to find the first in the Bible, you know, concerning tithing. I know Abraham gave tithing to the Melchizedek, you know. But Abraham at the time was already rich. Tôi muốn chia sẻ cho anh chị em về điều đó. Và khi mà tôi suy ngẫm về
câu chuyện của Abraham á, tôi tìm một câu kinh thánh liên quan đến vấn đề dâng hiến tài chính đó. Thì tôi đọc về cái câu chuyện Abraham dâng hiến một phần 10 cho vua Melchizedek á. Nhưng mà anh chị biết không, khi mà ông dâng hiến một phần 10 thì ông đã giàu rồi, còn tôi lúc đó thì khổ. And then I like to give some other thing also. I found some article concerning the billionaires, you know, who give tithes, but they are rich already, you know, right now. Tôi cũng có cố gắng để tìm những cái câu kinh thánh khác liên quan đến những dân hiến một phần 10, nhưng mà toàn là mấy cái người giàu dân hiến ở trong kinh thánh không à. Yeah, but some people, some billionaire, they have sharing, you know, about the past life, they are being poor, and then later, you know, the Lord answer his prayer. Nhưng mà có một cái người triệu phú kia, khi mà tôi nghe câu chuyện của họ thì tôi cảm thấy được khích lệ, bởi vì khi mà trước kia họ rất là nghèo, nhưng mà khi họ trung tín dâng hiến thì họ lại trở nên một người rất là giàu có. So this is my story. This is a living testimony that I did that happened in my life in the past. Và đây là cái câu chuyện đã xảy ra đối với tôi ở trong quá khứ. So at that time, you know, before I knew the Lord, before I born again Christian. Lúc đó thì tôi chưa có biết Chúa, tôi chưa có là Cơ Đốc nhân được tái sinh đâu. My life is mess, you know, and then I always do with the world. Cái cuộc sống của tôi lúc the world instead of enjoying the church. Cái cuộc sống của tôi lúc đó nó như một cái đống hỗn loạn đó anh chị em. Tôi thích những cái lạc thú ở trong thế gian, thay vì lúc đó tôi cũng chẳng có ham muốn gì về Chúa, về vương quốc Đức Chúa Trời gì hết. I think I was not the only one, because a lot of people in my age at the time, they love party. Tôi nghĩ là không phải là chỉ một mình tôi thôi, nhưng mà có lẽ là rất là nhiều người trong cái thế hệ, trong cái giai đoạn đó của chúng tôi, là họ rất là yêu thích những bữa tiệc tùng say sưa đó. So when I was in the good life, and then one of my friends asked me to go to the church. Lúc đó khi mà tôi, đời sống của tôi thịnh vượng thới thịnh đó anh chị, lúc đó còn giàu lắm, thì có một người bạn của tôi mời tôi đến hội thánh. When I live in the comfort zone, one of my friends asked me to go to the church. Khi mà tôi đang ở trong một cái giai đoạn, một cái rất là bình an, rất là thoải mái, thì có một người tự nhiên đi rủ tôi đi vào trong hội thánh. And then I said to him, why should I need the church? Why should I go to the church? Thì tôi mới nói với anh ta rằng là tại sao mà tôi cần phải đi hội thánh làm cái gì? I don't need God. Tôi chẳng cần Chúa đâu. I can live without God. My parent is the one who provide all the money to me. Tôi có thể sống mà chẳng cần Chúa, ba mẹ tôi chu cấp hết cho tôi rồi, đâu cần Chúa chu cấp đâu, tại sao phải đến Chúa làm cái gì? So I was enjoying my life when I was in the US before I knew the Lord. Lúc đó tôi tận hưởng cái đời sống của tôi, cha mẹ chu cấp mà đâu thiếu gì đâu, cho nên là tôi cứ tận hưởng thôi. And then suddenly after I graduated from the university, I went to Los Angeles. Thì nghĩa là, nhưng mà sau đó thì sau khi mà tôi tốt nghiệp đại học xong đó, thì tôi đến thành phố Los Angeles ở bên California. In Los Angeles in California, yes, California. So after I stay in Los Angeles about couple years, bad thing happening in my life. Và sau khi mà tôi đến Los Angeles được vài năm đó anh chị em, thì là có những cái biến cố xảy ra trong đời sống của tôi, những cái điều xấu xảy ra trên đời sống của tôi. So I used to eat 3 times a day for the meal. Trước đây á, trước đó thì tôi ăn một ngày 3 bữa anh chị em. But because of difficult situation, economic bad is very bad, and it is very difficult to find a job. I lost the job. Nhưng mà cái lúc đó là khủng hoảng kinh tế thế giới xảy ra, cho nên là rất là khó khăn trong cái vấn đề tìm việc. Tôi bị mất việc lúc đó luôn, không có thu nhập nữa. So when I lost the job, you know, my money saving is going down. Và khi mà tôi mất cái việc làm của mình đó anh chị em, thì tất cả những cái khoản tiền tiết kiệm của tôi phải lấy ra tôi dùng, cho nên là sau một thời gian thì cũng không còn tiền tiết kiệm nữa. So for those who have problem with your job, I've been there also a long time ago. Cho nên là đối với những anh chị em nào mà chúng ta đang đối diện với cái hoàn cảnh là mất việc hay là không có việc làm đó, thì tôi cũng giống như anh chị em, tôi đã từng trải qua cái điều đó rồi. Because I don't have any steady income,
I have to borrow the money from credit card. Và bởi vì là tôi không còn có cái thu nhập nữa và tiền tiết kiệm thì xong rồi, cho nên là tôi bây giờ phải mượn tín dụng đó. Anybody experience like me if you don't have any money and then you borrow the money from credit card? Có ai mà giống như tôi không? Hết tiền cái mình đi mượn tiền mình xài. Có ai giống tôi không? So my life was supported by credit card at the time. Lúc đó thì cuộc đời của tôi nó được thẻ tín dụng chu cấp chứ không phải là cha mẹ nữa. But I thank God that I have so many credit cards. Nhưng mà cảm ơn Chúa lúc đó tôi có nhiều thẻ tín dụng lắm. So I took one credit card the money and then you know after that you know when the bills come up you know and then I borrow the money from other credit card to pay for the old credit card. Khi mà tôi mượn tiền của tín thẻ tín dụng này xài hết rồi, lúc đó là tới cái ngày đòi nợ rồi đó, thì tôi làm sao đây? Tôi đi lấy một cái thẻ tín dụng khác, tôi vay tiền ở trong đó rồi tôi trả cho cái thẻ tín dụng kia, giống như kiểu mình vay gối đầu đó. And then next month, you know, I have to borrow again for another credit card to sau pay thì, for the second credit card. Thẻ thứ nhất xong rồi, thẻ thứ hai xong rồi, bây giờ qua thẻ thứ ba, tháng thứ ba tôi lại lấy một cái thẻ khác nữa, tôi lại mượn tiền của nó trả cho cái thẻ thứ hai. And then later on, you know, my life was getting hard and hard. Và sau một thời gian thì cuộc sống càng ngày càng khó khăn hơn, khó khăn hơn. Now I have to cut my meal so that I don't have to eat breakfast. And later on, you know, I don't have to eat lunch also. Và rồi tôi phải làm gì đây? Tôi phải bớt bữa ăn đi chứ sao? Bây giờ không có tiền thì phải bớt bữa ăn đi. Thì đầu tiên á, là tôi không có ăn sáng. Sau một thời gian không ăn sáng rồi thì tôi không ăn trưa luôn. I fasted not because I was spiritual, because I have no money. Lúc đó là kiêng ăn luôn anh chị em. Không phải kiêng ăn cầu nguyện đâu, nhưng mà là tại không còn tiền nữa. So I have no choice. I have to fast breakfast and lunch. Không còn sự lựa chọn nào hết anh chị em, phải kiêng ăn, kiêng sáng, kiêng tối, kiêng sáng, kiêng trưa. And my money is so little, you know, it's very 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 small because you know I have to borrow the money every time to the credit card. Lúc đó tiền của tôi, tài chính tôi hạn hẹp kinh khủng anh chị em, không có tiền, khó khổ lắm. Lúc nào phải đi mượn tiền của thẻ tín dụng xài. And then you know one of that time, you know, last time, one of my friend invited again to come to the church. Lúc đó thì lại một người bạn của tôi nữa đi mời tôi đi hội thánh. So this time, you know, I have no choice. I went to the church not because I want to seek God. Lúc đó không còn sự lựa chọn nào, giờ phải đi hội thánh thôi. Hội thánh có đồ ăn mà, chứ đâu phải là đến tìm Chúa gì đâu. Cũng phải ráng đi thôi, có ăn chứ không chết đói sao. So the church started at 5 o'clock and they finish at 7 o'clock. Cái hội thánh á, thì bắt đầu lúc 5 giờ và rồi kết thúc buổi nhóm thì lúc 7 giờ. So after finish the church, the service, you know, I can eat dinner, whatever you want, if you want, you know, you can one time, two times, three times, you know, nobody knows it. Khi nhóm xong rồi đó anh chị em, thì giống như là anh chị em có bữa tiệc tự đồ ăn đồ cái thứ đúng không, thì tôi cũng thấy là cảm ơn Chúa lúc đó không biết được có đồ ăn nữa, thì là lúc bắt đầu là ăn một miếng một bữa hai bữa rồi ăn miết luôn, người ta cũng chả biết mình là ai, mình cứ ăn thôi đã. If I ask somebody to my friend for food, I feel ashamed. Nhưng mà tại sao tôi làm điều đó? Nếu tại vì là tôi ngại lắm. Nếu mà tôi đi hỏi bạn, có bạn ơi, bạn có đồ ăn cho mình ăn không, thì ngại lắm. Nhưng mà đến hội thánh thì đâu có ngại gì đâu. Cứ ăn thôi. So the only thing that I can eat freely, you know, I have to go to the church. Cho nên cái cách để rồi tôi có thể thoải mái ăn mà không bị ngại đó là tôi đến hội thánh để tôi ăn. Giống last time I share, you know, I can spend $5 a week. Tuần trước thì tôi có chia sẻ với anh chị em đó là tôi ăn bao nhiêu tiền đây, ăn 5 đô một tuần, 100.000 sống trong vòng một tuần đấy. But at that time, you know, I spent $1.99, you know, like 99 cents is like almost equal to $1. Lúc đó thì tôi có 99 cents, thì lúc 99 cents thì cũng giống như là 1 đô đó. So I have to buy 99 cents to buy the
10 pound potato. À, tôi dùng cái số tiền là 99 cent cơ, 99 cent này, để mua 10 10 cái 10 pound cái potato, cái khoai tây. Yeah. So potato, a bag of potato, big potato, you know, is about 99 cents. And then I think 10 pound, you know, I don't know how many kilo, you know, that one, you know, a big bowl, a big, you know. Tôi không biết đó là bao nhiêu ký nữa, nhưng mà sao không biết lúc đó rẻ quá, ăn khoai tây ăn suốt luôn. Một bịch khoai tây bự thế này có 99 99 cent à. Tôi nghĩ là nếu mà tính ra tiền Việt thì có khoảng là cỡ 99 một đô, 20 ngàn. So every dinner I have to eat 3 potato. Cho nên là rẻ quá mà, cho nên là 100 ngàn sống trong một tuần thì bây giờ tối nào cũng phải ăn khoai tây thôi chứ. Khoai tây rẻ quá mà. I have no choice. If I ask somebody, I feel ashamed. So I eat potato at home. Tôi đâu có sự lựa chọn nào được đâu anh chị em. Cho nên là tôi bây giờ ăn khoai tây một mình. Ở trong nhà đóng cửa lại ăn khoai tây một mình. Đâu có dám hỏi ai, đâu dám nói với ai đâu, ngại lắm. So $1 I can spend 1 week. Một đô tôi có thể sống trong vòng một tuần. Oh, really? Can you do it in Vietnam? $1 for 1 week. For anh chị food? Em 20 ngàn anh chị em sống được một tuần nữa, anh chị em sống nổi không? $1, how much $1? Very small. Very small, huh? Can you live with $1 for 1 week food? Yeah, nếu như mà không có cá, không có cái cua anh chị em bắt á, thì anh chị em sống một tuần 20 ngàn anh chị em sống được không? Because my bad situation, you know, I have no choice. I have to go to the church every Sunday. Bởi vì cái tình cảnh là rất là khó khăn như vậy, anh chị em, tôi không còn một sự lựa chọn nào khác, cho nên là tôi cứ phải đến hội thánh là hàng chủ nhật, mỗi chủ nhật nào tôi đều phải đến hội thánh hết. And it happened many, many months. Và điều đó xảy ra rất là nhiều tháng. One day, you know, one of the leader in the church invite all the congregation for the pool party, barbecue party. Barbecue. Tức là sau đó ăn một thời gian ăn ở hội thánh rồi, bây giờ là tới một ngày kia rất là đặc biệt, không biết tổ chức cái kỷ niệm gì. Tức là cái người mục sư ở đó bắt đầu mời cả hội thánh đi ăn thịt nướng. And then you know at that time it's a Monday night barbecue party, Monday afternoon for barbecue party. Đó là cái buổi chiều thứ hai anh chị em đi ăn tiệc nướng. You know when I heard about barbecue party, that means meat, you know, chicken and beef. Oh, I haven't eat meat for long, long time. Nói về cái tiệc nướng, thịt nướng đồ cái thứ đã quá ha. Bao nhiêu lâu rồi chưa được ăn gà thơm quá, bò rồi chứ, heo rồi sườn nướng đồ cái thứ nữa, lâu quá không được ăn rồi, đã. Of course, you know, with my condition, I will love to go to the barbecue party. Em biết không? Lúc đó trong cái hoàn cảnh của tôi rất là thích, rất là muốn để đi tới cái bữa tiệc nướng, nó để đi ăn tiệc nướng. And then when I went to the barbecue party, you know, I can enjoy the food, the taste of the chicken, the taste of the beef, all so delicious. Khi mà đến cái bữa tiệc nướng đó thì mình có thể nếm được gà nó ngon như thế nào, thơm như thế nào, thịt nó ngon, thơm như thế nào. Mấy ăn khoai tây miết ớn quá rồi, bây giờ kiếm thịt ăn. Can you imagine every day you eat potato for dinner and then suddenly you eat all you can eat meat, you know, beef and chicken. So tasty. Anh chị em tưởng tượng đi, một tuần ngày nào cũng ăn khoai tây, xong rồi tự nhiên mà được ăn thịt gà, ăn thịt heo rồi, đã ha, thích, thơm thích, anh chị em thích không? Tôi thích lắm. After I eat, enjoy the meal, you know, and then suddenly we have a prayer meeting. Rồi sau ăn xong rồi bây giờ người ta mời đi cầu nguyện. So what happened in the prayer meeting? Thì cái chuyện gì xảy ra trong cái giờ cầu nguyện đây ạ? They make a circle outside, outside, you know, the house, and then we have a make a fire, you know, firework, not firework, you know, I know something, that. You know, we burn the wood, you know, to warm ourselves. Yeah.
Thế cũng không có giống như một cái buổi cầu nguyện bình thường anh chị em, mà ăn xong cả buổi chiều rồi thì tới tối thì bắt đầu là có lửa, lửa giống kiểu lửa trại đó, mọi người ngồi xung quanh, xong đó ở giữa có cái đống lửa cho nó ấm. And then everybody, you know, the leader asked the people to pray one by one. Và rồi sau đó thì cái người lãnh đạo ở đó mà nói mời mọi người hãy cầu nguyện, từng người một hãy cầu nguyện. And then when my turn, you know, I don't even know how to pray. I can curse. It's so easy for me because I cursed God for 17 years. Tới lượt của tôi anh chị em, tôi không biết phải cầu nguyện như thế nào anh chị em, tôi toàn là nó rủa xả Chúa, ông trời thế này, ông trời thế này, trời thế kia không à, cho nên là bây giờ kêu tôi cầu nguyện tôi nếu không biết cầu nguyện sao, kêu tôi chịu rủa Chúa thì tôi biết chứ, kêu tôi cầu nguyện tôi đâu biết làm sao đâu. So when my turn, you know, I have to pray and then I say, Lord, help me, Lord, save my family back in Indonesia. Và rồi tới lượt tôi thì tôi cũng phải cầu nguyện thôi chứ sao bây giờ. Thế là tôi cầu nguyện thế này, tôi nghĩ là Chúa ơi xin cứu con, xin cứu gia đình con ở bên Indonesia, Chúa ơi. The reason why I asked that prayer because my mom was attacked by the witchcraft. Lý do tại sao tôi cầu nguyện cái điều đó bởi vì mẹ tôi lúc đó thì đang bị bùa ngải, người ta dùng bùa ngải tấn công gia đình của tôi, tấn công mẹ tôi. And my mom, you know, has a broken arm here in this part. And then on the part of the leg. Và mẹ tôi thì không biết vì sao tự nhiên là bị gãy cái xương ở chỗ này nè, xong rồi ở dưới chân cũng bị gãy nữa. And then the bad people use black magic to come against my mom. Thì những cái người xấu họ đã dùng cái bùa ngải để mà tấn công mẹ tôi. So the steel inside my mom's arm broken. Cái xương ở trong cái tay của mẹ tôi bị gãy. So my mom screaming really loud, you know, Lord help me. And then my brothers and sisters brought my mom to the hospital for surgery. Và rồi bị gãy như vậy cho nên là rất là đau, mẹ tôi la lên thật là lớn, rồi mấy anh em ở nhà đó thì đưa mẹ tôi đến bệnh viện để mà đi phẫu thuật. So this is my first problem that my family was attacked in Indonesia. Và đó là cái vấn đề xảy ra đầu tiên khi mà gia đình tôi bị tấn công ở bên Malaysia. In Indonesia. Indonesia. Yeah. Not Malaysia, Indonesia. So the second problem, what happened? My father fell down from the chair and broke his back. Cái tai họa thứ hai đến với gia đình tôi đó là ba của tôi đó đang ngồi trên ghế tự nhiên không biết sao mà bị cái ghế bị gãy, cái ba tôi ngã xuống cái gãy cái xương lưng, gãy xương sống đó. So because of this problem, I ask the people to pray for my family in Indonesia. Bởi vì những cái điều đó xảy ra cho nên tôi mới cầu nguyện, mà tôi cũng nhờ mấy người ở đó cầu nguyện cho gia đình của tôi ở bên Indonesia. So this is my first experience, you know, in the church. Và đó là cái kinh nghiệm đầu tiên mà tôi có được ở trong hội thánh của Chúa. That the church provide for me the meal every Sunday night. Là hội thánh của Chúa đó thì cho tôi đồ ăn mỗi tối Chủ nhật. And then later on the elder in the church invited me to come to the prayer meeting. Sau đó cái người rồi sau đó là cái người lãnh đạo trong hội thánh đó, mời tôi đến với cái buổi nhóm cầu nguyện mỗi buổi tối thứ hai. And the same thing also every Monday night after prayer meeting we have food to eat. Và rồi cũng có một cái điều đó xảy ra nữa là tôi mỗi tối thứ hai là có đồ ăn anh chị em. So I go to prayer meeting every Monday night and later on, you know, the leader of the church invite me for home fellowship every Friday night. Sau khi mà tới nhóm thứ hai xong mấy một thời gian đó, thì cái người lãnh đạo của cái nhóm đó thì mời tôi đến nhóm học lời Chúa ở tại gia đình đó, làm tối thứ sáu, mỗi tối thứ sáu. So what happened, you know, on Monday night I have meal. On Friday night, I have meal after the home fellowship. And Monday night after prayer meeting, I have the meal. And then on Sunday night, I have meal also after the service. Cuối cùng là
Bây giờ có đồ ăn rồi, hallelujah. Tức là tối thứ hai được sau cái giờ nhóm cầu nguyện thì có đồ ăn. Tối thứ sáu sau cái giờ nhóm học lời Chúa thì có lời đồ ăn. Xong rồi tối chủ nhật là lại có đồ ăn nữa. Tức là một người là tự nhiên được có ba bữa đồ ăn ngon lành. So my life food, you know, my life meal, my life dinner was increased, you know, from potato to have a nice dinner. Thì bữa tối của tôi được nâng cấp anh chị em, được nâng cấp lên, bây giờ thay vì ăn khoai tây suốt ngày thì bây giờ mình có thịt ăn, có đồ ăn ăn. So that one, we have first problem my mom about my mom, and then the second problem about my father broken bone in the back, you know. And then the third problem, my girlfriend left me. Điều thứ nhất, tai họa thứ nhất xảy ra đó là gì? Là mẹ tôi bị gãy tay. Tai họa thứ hai xảy ra đó là ba của tôi là bị gãy xương sống. Và điều thứ ba tệ hại hơn nữa xảy ra làm tôi buồn lắm nè, là bạn gái của tôi bỏ tôi đi. If I tell you about my last story, you know, we have to stay here until 12 o'clock maybe. Nếu mà kể hết, kể luôn cả cái chuyện tình cảm này, chắc là ở sáng tới sáng mai chưa hết nữa. But to make the story short, you know, I love my girlfriend when I was in high school. And because I'm afraid to say I love you to my girlfriend. And then at that time, you know what happened? I cannot have a good education. I fail in the school. So that, you know, I feel so discouraged. Để cho cái câu chuyện ngắn lại thì bây giờ tôi kể ngắn mà đây nè anh chị em. Tức là tôi thích cái cô gái đó ở trên trường trung học rồi. Nhưng mà lúc đó thì tôi cũng không có học hành đàng hoàng lắm, còn ăn chơi bời lêu lỏng cho nên là cô ấy cũng không có thích tôi. So the one that I love is above me now. I'm behind her now. Nhưng mà sau đó thì tôi đi học ở bên Mỹ rồi cái thứ rồi cái học vấn của mình cao hơn, bây giờ là tôi cao hơn cô ấy rồi. Cho nên bây giờ sẵn sàng để tỏ tình. So after I graduate from high school, I run away from her to go to the US. Thì bây giờ mà cái cấp cấp độ của mình là bây giờ là học xong cái cấp 3 rồi đó, thì bây giờ đi qua bên Mỹ để học. And then I have been waiting for her for 10 years. Và rồi tôi chờ cô ấy 10 năm luôn á anh chị em. Từ cái and hồi then on 1989, I find out that she married somebody else. Tôi chờ đợi cô ấy 10 năm để tính là về thành công xong về tỏ tình với cô ấy, nhưng mà cuối cùng là chưa kịp tỏ tình thì cô ấy đi cưới một người khác mất tiêu rồi. Năm đó là năm 1989. But I still waited for her for another 3 years. Nhưng mà tôi không biết mà tôi còn đi chờ cô ấy 3 năm nữa. I pray that God will divorce her and so that I can come to her. Tôi cầu nguyện để cô ấy ly dị đi để rồi tôi có thể đến với cô ấy. Lúc đó là tôi còn trẻ mà cầu nguyện kiểu đó luôn đó. So my love story, if I continue, you know, it's very long story. Like the movie, you know, in the movie, Chinese movie, you know, Kung Fu, Yang Kuo. Do you know Yang Kuo and Xiao Long Li? I don't know. Maybe là giống như kiểu nếu mà tôi kể ra câu chuyện tình yêu của tôi thì nó là giống như kiểu chuyện cho chuyện tình yêu dài tập giống cô dâu 8 tuổi đó anh chị em. So what happened, you know, after that, you know, one of my colleague in my job told me, Erwin, forget about her. She married with somebody else already. Thì sau một thời gian thì tôi cũng không biết, vẫn còn đem lòng yêu thầm thương thầm cô ấy, thì một người bạn ở trên trường của tôi thì nói với tôi là thôi Erwin ơi, quên cổ đi, nó đi lấy cái người khác rồi, quên nó đi. And then later on I met with somebody. Sau đó tôi gặp beautiful woman also in the US. Sau đó tôi gặp một cô khác ở bên Mỹ cũng đẹp lắm. I was pampered by her. She cared for me so much until I fall in love with her. Cô ấy rất là thương tôi, chị em chăm sóc tôi dữ lắm. Lúc đầu tôi còn không có thích cô, nhưng mà cô cứ chăm sóc rồi sau này tôi yêu cô luôn. I love her more than everything, more than God. Lúc đó là tôi yêu cô yêu dữ lắm, yêu hơn cả yêu Chúa luôn đó. And I found out later on that she was cheated on me. Và sau đó tôi phát hiện là cô ấy là không có chung thủy với tôi, cô ấy giống như kiểu là không có chung thủy đó. She has three boyfriends and one of them is me.
Cô ấy hả? Có ba người bạn trai luôn á, không phải một đâu, mà một người trong số đó là tôi đó. I was so hurt. I was so broken hearted at the time. Lúc đó ôi trời, lòng tôi tan vỡ, không có chịu nổi anh chị em, tan vỡ buồn lắm, khóc luôn When I took shower, I cried. á. Khi mà tôi đi tắm á, nước chảy từ trên này nó hòa với nước mắt của tôi, nó chảy xuống luôn anh chị em, khóc hu 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 hu, ai When biết I được đâu. drove a car, I cry also. I weep and I feel so sorry. Lúc mà lái xe nước mắt chảy dàn dụa nữa, không giống như bị ai đánh vậy đó. So my third problem, you know, is because about my girlfriend. Cho nên là cái vấn đề mà thứ ba mà tôi phải đối diện trong cái hoàn cảnh, trong cái lúc đó, đó là cái người bạn gái đã bị lừa dối tôi. My fourth problem, I don't have any job. Cái vấn đề thứ tư đó là tôi không có việc làm gì hết. So I have to apply for the job for the commission only. Tôi chỉ có thể đi làm kiếm hoa hồng thôi chứ không có công việc hưởng lương. So I apply for to become a loan officer in real estate. Loan officer in real estate. Thì tôi xin việc ở một cái chỗ gọi là chỗ cho vay tiền ở chỗ mấy cái giống như kiểu là home credit đó, thì là có mấy cái cô đứng ở đó để mà cho vay, thì cái người nào mà vay tiền thì mình sẽ được hoa hồng vậy đó. I don't have any salary, only commission only. Không có If lương I anh chị close em, the deal. không có lương, chỉ có hoa hồng thôi. Mà chốt được ông nào vô mượn vay tiền rồi cái thứ mua nhà mua đất thì lúc đó mới có tiền hoa hồng, chứ còn lương cứng thì không có. So this is what I call when I went into loan business, all the business is close to me. Và cái vấn đề xảy ra đó là khi mà tôi làm cái công việc đó anh chị em, tôi đi chào mời đến đâu thì người ta đó đóng cửa, người ta đuổi tôi đi tới đó, chào mời không có được có một cái khách hàng nào hết. I have some client, but at the time the interest rate is so high, I cannot close the deal. Anh chị em biết không? Có một số người mà tôi có thể nói được, người ta có chấp nhận nghe tôi nói, nhưng mà lúc đó là cái tiền lãi nó cao quá, cho nên người ta cũng không có chốt với tôi. So the door for my business was closed. Thì lúc đó là chuyện gì xảy ra? Làm ăn cũng không có được gì hết, mọi cánh cửa làm ăn đóng lại. And then the fifth problem in my life. Thì cái vấn đề thứ năm xảy ra trong đời sống của tôi là cái này nè. I owe so much money on credit card because every day, every month I have to withdraw the money from other credit card. Tôi nợ tiền mấy cái thẻ tín dụng á, nợ tiền tín dụng quá chừng luôn. Tại vì đâu có việc làm đâu mà mình cứ rút hết, rút 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 cái thẻ tín dụng này tới cái thẻ tín dụng kia ra mình xài, mà cuối cùng nợ một đống luôn. And it happened for several years. Và cái chuyện đó xảy ra mấy năm luôn anh chị em, không có phải là một chút đâu. Anybody experience like me? Problem có like ai me? Có ai mà vay nợ rồi cái thứ nợ quá, nợ chồng chất giống như tôi không, hay là đối diện với nhiều cái hoàn cảnh giống như tôi không? But at, you know, at the time, what happened? I still survive because I have 3 meal a week. I cannot, you know, 3 meal a week. Anh chị em biết không, cho dù tất cả những cái điều đó xảy ra thì tôi vẫn còn thể có thể tồn tại được. Vì sao? Tại vì tôi có 3 bữa ăn một tuần trong hội thánh. If I have to fast, I eat 3 meal a week, I will not die. I will not die. Nếu mà có kiêng ăn cầu nguyện thì mà mình có kiêng ăn thì cần ăn 3 bữa một tuần là cũng không có chết đâu anh chị em. So I know, I hope, you know, my with my experience will encourage the people who have suffering with financial problem at this moment. Và khi qua cái câu chuyện này để tôi khích lệ anh chị em là những cái người mà đang đối diện với lại những cái thách thức về tài chính, nợ nần, rồi những cái vấn đề này vấn đề kia sẽ đến trên đời sống của mình thì khích lệ anh chị em, tôi đã từng trải qua điều như anh chị em rồi. I asked my parents to send me the money, but at that time, you know, the business in Indonesia was very bad. Tôi gọi điện cho bố mẹ tôi, xin bố mẹ tôi là bố mẹ bây giờ chuyển cho con ít tiền đi. Nhưng mà thật sự bố mẹ tôi cũng không có thể chuyển cho tôi được anh chị em. Bởi vì sao? Tình hình sự khủng hoảng kinh tế cả thế giới luôn mà. Cho nên là Indonesia cũng bị khủng hoảng kinh tế như vậy. So I have no choice that I have to go to the prayer meeting every Monday night. And on the Friday night, I have fellowship meeting, you know. And then on Sunday night, I have to go to Sunday service church.
Cho nên là tôi chẳng còn cái sự lựa chọn nào khác anh chị em. Bây giờ tôi phải đến với hội thánh thôi, phải đến cầu nguyện mỗi thứ hai, học lời Chúa mỗi thứ sáu, rồi đi nhóm mỗi chủ nhật để có đồ ăn. So I'm telling you the truth. I was not seeking the Lord at the time. Lúc đó tôi nói thật với anh chị em là lúc đó tôi không có tìm kiếm Chúa đâu, tôi chỉ đến với đồ ăn thôi. The thing that I seek is the food to eat, to fulfill my stomach. Tôi chỉ tìm kiếm đồ ăn thôi chứ tôi chẳng tìm kiếm Chúa gì hết, để anh chị để nó no cái bụng của mình đã, rồi có thực với mực được đạo mà. So one day, you know, on Monday night prayer meeting, you know, and then I have prayer requests. Và rồi có tối thứ hai nọ thì tôi đến nhóm cầu nguyện thì có một cái lời cầu nguyện, có một cái yêu cầu cầu nguyện. I asked the elder, you know, the leader in the church to pray for me for financial breakthrough. Tôi cầu nguyện cho cái người lãnh đạo trong cái nhóm đó, trong cái hội thánh đó là cầu nguyện cho tôi để rồi tôi có sự cái đột phá trong tài chính của mình. And they pray for me. And then they do a lot of things. They minister to me. But it will not affect to me. Cũng cầu nguyện cho tôi, họ làm đủ thứ cho tôi hết nhưng mà mấy cái điều đó nó không có tác dụng gì cho tôi cả. So we discussed this after the prayer Monday night prayer meeting, you know, we discussed with my friend about my problem. Thì sau cái buổi nhóm cầu nguyện thứ hai đó thì tôi thấy chẳng có gì xảy ra cả, cho nên là tôi mới nói với bạn của tôi là những cái vấn đề mà tôi đang phải đối diện đó. And then on Monday night, you know, I have 5 days to pay minimum payment for my credit card. Và lúc đó là chỉ còn là 5 ngày nữa là tôi bắt buộc phải trả cái tiền nợ của thẻ tín dụng rồi. So on Friday, that means, you know, I have to pay at least minimum amount for all my credit card debt. Có nghĩa là tôi cần phải trả hết tất cả những cái khoản nợ tín dụng của tôi ở bên đó. So the elder of the people, you know, told me, Erwin, you need to receive the Lord to become born again Christian. After that, God will help you. Thì cái người lãnh đạo ở trong cái một cái người trưởng lão ở trong cái nhóm đó thì nói với tôi là này, Edwin à, em cần phải tiếp nhận Chúa Giêsu đi thì sau đó Chúa mới giúp đỡ em được. Còn bây giờ em không có tiếp nhận Chúa Giêsu, Chúa không có chịu giúp đỡ em được đâu. Because at that time, you know, I was still lost. I don't, you know, I was still in the world, you know. I don't accept the Lord yet. Khi đó tôi vẫn còn ở trong thế gian, anh chị em, tôi vẫn chưa tiếp nhận Chúa mà. Đến vì chỉ vì đồ ăn, không có tiếp nhận Chúa. So many people in that prayer meeting quote me the Bible first. Có rất là nhiều người ở trong cái nhóm cầu nguyện đó thì nói cho tôi biết những cái câu kinh thánh. One of them say, you know, you have to seek the kingdom of God and all his righteousness and he will add it unto you. Thì một trong những cái câu đó nói đụng chạm tới tôi đó là cái câu rằng là trước tiên hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài thì Ngài sẽ ban cho các con những điều ấy nữa. Many people gave me so many scripture to me. Rất là nhiều many, người cũng cho những cái câu khác, còn những người khác cũng cho tôi những cái câu khác nữa. And then when we talk about this situation, you know, I'm getting tired. Và khi mà bị mấy người đã dồn dập như thế, tôi cảm thấy hơi bị mệt rồi đấy. And then at the time, you know, it's already late already, you know, and it's time to go back home. And then I said to my friend, stop, it's enough. Lúc đó là cũng trễ rồi, tôi cũng khá là bực. Thế là tôi mới nói với lại bạn của tôi rằng là đủ rồi, nói vậy đủ rồi nha. Don't argue with me anymore. And then I told them one statement here. If the God that you serve is a living God, prove it to me that I can pay my bill this coming Friday. Thì tôi nói mới nói đừng có tranh luận gì với tôi nữa. Tôi không có muốn nói gì nữa. Không đừng có nói gì nữa với tôi nữa hết á. Tôi không có thích nghe đâu. Bây giờ nếu mà Chúa của mấy người thật á, thì bây giờ tôi nói nè. Nếu Chúa của mấy người thật á, bây giờ chứng minh đi. Cho tôi biết là tôi chứng cho tôi trả hết nợ đi rồi tôi tin. I told all the people in the house at that time, if I get 100 people to refinance the house with me, it will have no use at all because it took, you know,
45 days to close, 45 days to close. Now I have only 5 days to pay my bill. How can I pay my bill? Thì có một cái điều xảy ra, đó là nếu mà tôi theo cái suy nghĩ bình thường của tôi mới nghĩ rằng là cái số khoản nợ của tôi đó, nếu như mà cần tới 100 người, mỗi người cho tôi $1 thì tôi cũng không có thể trả đủ được đâu. Nhưng mà nếu mà phải tốn khoảng cỡ 45 ngày mới có thể trả được. Nhưng mà bây giờ tôi còn có 5 ngày thôi thì làm sao mà tôi có thể trả được đây? Cho dù mấy người ta có giúp tôi thì tôi cũng không có thể trả được. When I say to all the people in the room, prove it to me that your God is a living God, and then all quiet. Và rồi tôi nói với những cái người trong cái nhóm đó rằng là bây giờ mấy người chứng minh cho tôi thấy đi, cho tôi thấy là cái là tôi được sự chu cấp tài chính đó đi thì tôi tin Chúa. Và anh chị em biết chuyện gì xảy ra? Không có ai trả lời hết, mọi người đều im lặng hết. They couldn't do anything to help me because only 5 days. How can I pay at least, you know, how many, maybe at least, you know, $1,000 I have to pay for my credit card minimum payment. Tôi nói thì không có ai trả lời hết anh chị em, bởi vì tôi biết chuyện gì xảy ra, tức là không ai có thể có cái, không ai có cái số tiền nhiều như thế để giúp tôi trong cái lúc đó. Bởi vì sao? Bởi vì tôi nợ lúc đó là mỗi ngày ăn chỉ có một tuần ăn có $1, mà bây giờ tôi nợ là $1,000. And all the people, you know, cannot do anything, and then the only thing they can do only pray for me. Mấy người đó chả chịu làm gì cho tôi, chả ai chịu rút tiền ra cho tôi hết. Cái điều mà họ có thể làm cho tôi lúc đó là gì? Họ bắt đầu cầu nguyện cho tôi. At the time, you know, my credit card debt is about $20,000. Lúc đó thì cái tín dụng của tôi là không phải là $1,000 là $20,000. That one is in 1991 or 1992. Lúc đó là năm 1992 đó anh chị em, $20,000 lúc đó là nhiều khủng khiếp anh chị em ha. So $20,000 debt in 1992 was very big debt, you know. Lúc đó năm 1992 ấy, là rất là lớn, rất là nhiều anh chị em, $20,000 mượn cái nợ tín dụng $20,000 nhiều lắm. So after the people pray for me and then they left home. Thì sau đó thì người ta bắt đầu cầu nguyện cho tôi xong thì người ta về nhà. They feel sad and I felt sad also because they couldn't help me. Họ cảm thấy buồn. Tôi cũng cảm thấy buồn. Họ buồn bởi vì họ không có giúp tôi, còn tôi buồn thì tôi không có chịu trả nợ được. So on Tuesday afternoon, thì call one of my client. Thì tối ngày thứ ba thì tôi gọi một cái người khách hàng của tôi ở đó. So one of my client is an Indian people from India. Thì cái người khách hàng đó là ở bên Ấn Độ đó. So we've been waiting for the interest rate to go down. Chúng tôi đang chờ để rồi cái lãi suất nó giảm xuống để rồi người ta có thể thể vay tiền. If he sign up the loan document, that means I can get $1,700. Commission. Nếu như mà cái người đó mà ký vô cái hợp đồng gọi là vay tiền á, thì ngay lúc đó thì tôi có thể có hơn $1,000 tiền là hoa hồng. But when I talk to him, do you think you consider to sign up the loan document? And you know what he said? Oh no, Erwin, I don't want to sign the loan document. Thì tôi đã hỏi với cái người đó là anh bây giờ ký hợp đồng đi, anh có muốn ký không? Ký thì sẽ vay tiền liền. Nhưng mà anh nói với tôi rằng là Edwin, tôi không có muốn vay của anh đâu. I was so mad, you know, to God at the time. Lúc đó tôi rất là tức giận với Chúa anh chị em. Tức giận Chúa lắm, tôi giận Chúa lắm. And then when I went back home, you know, and then I almost burned the Bible. Và khi về nhà tôi muốn cầm cuốn thánh kinh thánh là mà đốt cuốn kinh thánh luôn. And then when I said, you know, when I think about burning the Bible or throwing away, you know, and I said in my heart, okay, Lord, I will hide it, you know, I will put it on the stack, you know, the bottom stack, you know, of the book, so I will not read your Bible anymore. Nhưng mà khi mà chuẩn bị đốt cái cuốn sách đó, giận Chúa quá,
chuẩn bị đốt cuốn sách rồi. Nhưng mà giờ Chúa nhắc nhở sao đã, thôi bây giờ tôi Chúa cáo trách tôi thì tôi nói với Chúa rằng là được rồi Chúa, không không đốt, không đốt thì bây giờ giấu đi, con không thèm đọc sách của Ngài ở đâu, chả giúp đỡ gì con gì hết. And then I said to the Lord, how could you, Lord, you know, you don't help, you didn't help me at all. If he signed, at least, you know, I can pay for minimum payment this coming Friday. Thì tôi nói với Chúa rằng là Chúa sẽ chẳng giúp con vậy? Chúa gì đâu mà chẳng có giúp gì hết vậy. Nếu mà Chúa giúp thì ảnh ký cái đó một cái là bây giờ con đã trả được cái tiền đóng tiền tháng rồi. So I make my 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 I make my decision. Thì lúc đó tôi mới ra cái quyết định này anh chị em. I forget about the Bible and I forget about God. Tôi không không cần Chúa nữa, chẳng cần đọc Kinh Thánh nữa. And then I read the book, you know, inspiration book, psychology book. Thì lúc đó đọc mấy cái, bây giờ không đọc Kinh Thánh nữa, bây giờ mình chuyển sang đọc cái sách gọi là phát triển bản thân đi, rồi những cái cuốn sách khích lệ đi. How to be successful, how to make money. Làm thế nào để mà trở thành người thành công, làm thế nào để giàu. You know, on the first chapter in the book, you know, it's very amazed to me. Tôi lấy cuốn sách đó rồi tôi đọc thì trong cái trang đầu tiên, trong cái chương đầu tiên của cái cuốn sách đó thì nó nói, tôi khá là ngạc nhiên khi nó nói với tôi điều này. And on the book, you know, said there is a black poor woman, you know, in America with the son, poor son. Thì câu chuyện đó kể về một cái người phụ nữ da đen ở bên Mỹ cùng với đứa con của cô, hai người rất là nghèo. And then the mother said to the son, son, God is a good God. Do not blame God. Thì cái cuốn sách đó nó nói là cái người mẹ mới nói với người con này, con ơi, Chúa là Đức Chúa Trời rất là tốt lành. Đừng có rủa xả Chúa, đừng có phàn nàn Chúa. But you have to blame your father who didn't work at all to make money. Nhưng mà con hãy đi rủa cái cha của con không chịu đi làm để mà không có kiếm tiền. So when the mother said God is a good God, and then I said, is that true? God is a good God? Thì khi mà đọc tới cái chỗ đó thì người mẹ nói là Chúa là Chúa Trời tốt lành đó, thì tôi mới tự đặt cái câu hỏi là ủa có thiệt Chúa là Chúa tốt không vậy? Sao không thấy cho tiền gì hết vậy? If God is a good God, you know, you're supposed to help me. Nếu mà Chúa tốt thì bây giờ là Chúa phải cho tiền chứ, Chúa giúp mình chứ, sao Chúa không giúp? And then later on, you know, I read another chapter. Rồi sau đó tôi đọc cái chương tiếp theo. And then that boy, that black boy, you know, small boy, grew up and became very successful person. Rồi tôi đọc cái chương tiếp theo đó anh chị em, chuyện gì xảy ra đây? Là cái cậu bé mà nghèo đó thì sau này trở thành một người rất là thành công, giàu có. And he gave the secret how he became successful person. Và rồi cái cậu bé đó viết cái cuốn sách đó và kể lại là lý do tại sao mà cậu có thể trở thành một người thành công và giàu có như vậy. He read 3 books, 2 psychology books, and then the last one is the Bible. Thì cậu ấy mới kể là cái bí quyết là gì. Cậu đọc 2 cuốn sách, cái cuốn sách phát triển bản thân đó, và một cái cuốn, tức là tổng cộng là 3 cuốn sách cậu đọc, thì 2 cuốn là cuốn phát triển bản thân và 1 cuốn cậu nói là tôi đọc cuốn Kinh Thánh. And then the boy, the man, you know, told, you know, that the Bible is the one who make him very, very rich. Rồi cái cậu đó nói với, nói kể trong cuốn sách đó là Kinh Thánh chính là cái cuốn sách đó mà đã khiến cho cậu trở nên rất là rất giàu có. And then my heart was beating hard at the time. Và lúc đó lòng tôi nặng trĩu anh chị em. How could this psychology book, you know, talk about money and then you talk about God? Thì tôi mới đặt cái câu hỏi là tại sao một cuốn sách phát triển bản thân, cuốn sách giúp cho mình làm giàu thế này mà lại đi nói về Chúa? You should tell me how to make money instead how to seek God. Đáng lẽ anh phải kể cho tôi làm như thế nào để kiếm tiền chứ, bây giờ lên tìm đọc cuốn sách rồi lại bảo đi tìm kiếm Chúa là sao? And then I said in my heart, oh maybe this is a coincidence only. Thì tôi mới nói với trong cái lòng của tôi, chắc ông này ông lầm rồi. And then I read another chapter. Bây giờ tôi đọc tiếp một chương nữa. You know what happened in another chapter? Anh chị biết chuyện gì xảy ra ở trong cái chương tiếp theo không? There was an airplane
fell down on the ocean. Thì có một cái máy bay ấy, nó rớt xuống ở trên cái đại dương trên biển. For 21 days the plane you know floating on the ocean. 21 ngày cái máy bay nó trôi 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 ở trên cái biển. And then one of the Christians standing up and quote the Bible. Rồi một cái người Cơ Đốc nhân lúc đó bắt đầu đứng lên và rồi bắt đầu công bố một cái câu kinh thánh ở lúc đó. And he quote the Bible in Matthew chapter 6 verse 33. Và rồi anh đọc ở trong cái câu kinh thánh ở trong Matthew chương số 6 câu số 33. Seek the kingdom of God first and all his righteousness and all these things shall be added unto you. Kinh thánh nói rằng là trước tiên hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài thì những cái điều khác Ngài sẽ ban cho các con. You know, I was touched because you know I have nothing to eat. Trong cái hoàn cảnh đó anh chị em, tôi không có gì để ăn hết. And then I began to cry and I began to kneel down. Lúc đó anh chị em không có gì ăn, đói rồi. Tôi bắt đầu khóc, tôi bắt đầu quỳ xuống. Because I know and then the Bible and then the book told me later on, you know, you have to seek, ask and knock. That was in the Bible. Rồi cái cuốn kinh thánh đó, cái cuốn phát triển bản thân đó lại là đọc tiếp thì nó lại nói với tôi rằng là bây giờ hãy tìm kiếm, đầu tiên là hãy tìm, hãy đầu tiên là tìm, sau đó là hãy gõ cửa rồi cửa sẽ mở cho rồi đó. And then I said in my heart, you know, I almost burned the Bible, you know, but the Lord spoke through that psychology book. Thì tôi nói cái lòng của tôi đáng lẽ mình bị đốt cuốn kinh thánh rồi, mà bây giờ không ngờ ông Chúa không có thiệt, ông nói trong cái cuốn này luôn ha, hay ha. And then I took back the book, you know, under the stack of the book, you know, and then I took back that Bible. Lúc đó tôi mới lôi cuốn kinh thánh ra treo luôn. Hồi nãy chắc mấy cuốn cái sách kia lên cao rồi, ở cái cuốn kinh thánh ở dưới cùng, bây giờ phải lôi ra cuốn kinh thánh ra đọc. And then I kneel down before the Lord, crying, Lord, please forgive me. Lúc đó tôi quỳ xuống trước mặt Chúa, quỳ xuống và tôi nói, Chúa ơi xin tha thứ cho con. I could not stand with my life because I was have a big problem with my family, with my girlfriend, with my mother, father, with my job and with my credit card debt. So many things they put it together at the same time. Tôi nói với Chúa ơi, Chúa ơi bây giờ con khổ quá, con đứng không nổi nữa Chúa ơi. Chúa ơi con chịu khổ quá, gia đình con khổ như thế này, rồi con đối diện với là mẹ con bị vậy, ba con bị như vậy, rồi bạn gái con lừa con, rồi con mất công việc, và bây giờ con còn một nợ một đống thế này, con chịu không nổi nữa Chúa ơi. I know when I share this message, you know, I know somebody feel the same thing with me right now. Khi mà tôi chia sẻ cái câu chuyện này cho anh chị em thì tôi biết rằng là một số người trong số anh chị em thì cũng trải qua cái điều mà tôi đang trải qua cái điều đó. I have the same problem with me also. Maybe they say I have the same problem with me. Có thể họ sẽ nói với là ông Edwin giống cái hoàn cảnh của mình quá. And then what happened on Wednesday morning? Wednesday like maybe around noon time. Thì cái chuyện gì xảy ra sau đó đây, tức là đó là tối thứ ba ha, và rồi bây giờ sang ngày thứ tư, trưa thứ tư. And then I check my bank account. Thì lúc đó tôi kiểm tra cái tài khoản ngân hàng của tôi, anh chị em, thì anh chị em biết chuyện gì xảy ra không? And then suddenly there is a 999, you know, something, you know, in my bank account. Thì lúc đó là có 990 mấy đô đó, tự nhiên ở đâu ra trong cái tài khoản ngân hàng của tôi. And then I saw it close it to the screen, you know, is that true? Almost 1,000 or only $9 only? Thì lúc đó tôi để cái mặt của tôi sát trên cái màn hình nhìn lại, tôi coi thử, ủa cái này là 1,000 đô hay là 9 đô đây. So on the ATM machine, you know, I saw it, you know, that my money increased almost $1,000, like 900 something. Cái lúc đó tôi nhìn vào cái màn hình của cái máy ATM đó, cái gì đấy? 9 triệu, gần 1,000 đô luôn. And then I said, you know, who sent me the money? I asked my mom and then they never pay attention to me. So I do not know who sent the money to me. Tôi mới hỏi là ai chuyển tiền cho mình vậy? Tôi bắt đầu gọi điện cho mẹ tôi. Rồi mẹ nói mẹ nó có biết đâu. Không biết ai vậy, chuyển cho tôi 1,000 đô như vậy. And then you know, later on I found out that my mom sent the money almost $1,000 to me.
Thì lúc đó là tại vì bố mẹ tôi lúc đó tôi không có quan tâm cho tôi nên tôi cũng không biết. Nhưng mà sau này tôi phát hiện ra là mẹ tôi đã gửi cái số tiền đó. And then later on in the afternoon, I called the Indian guy again. Sau đó cái buổi chiều thì tôi gọi cái anh Ấn Độ kia. And then I asked him, and then I persuade him. Mister, I forgot the name, at that time, I forgot the name, I forgot. And then I said, could you sign the loan document, because, the rate is already there. You cannot, the interest rate could not go down anymore. Đó là buổi trưa, còn buổi chiều chuyện gì xảy ra đây? Thế tôi mới gọi điện tiếp tục cho cái anh người Ấn Độ đó và tôi nói với anh là bây giờ anh vay đi, anh vay đi, bây giờ lãi suất thấp lắm rồi, không không có thấp hơn được nữa đâu, bây giờ vay đi. And to my surprise, she said to me, Erwin, if I have no other choice, well, okay, let me sign it for you. Thì anh mới nói với tôi rằng là ok Edwin, bây giờ không có sự lựa chọn nào hết nữa thì thôi bây giờ để anh ký hợp đồng với em nha. And then I rushed from my home to his house, to bring all the loan document so that she can sign it right away. Và rồi anh chị biết chuyện gì không? Tôi chạy thiệt là nhanh, tôi cầm hết đống tài liệu đó đến nhà của anh để rồi anh ký ký đi đơn vay vay tiền đó, ký hợp đồng vay tiền đó. Nếu Give a không big sợ ông hands to the quên Lord đổi ý. first. Hallelujah, chúng ta vỗ tay cho Chúa. Cảm ơn Chúa bên hiển cho Hallelujah. Chúa ha. Cảm ơn Chúa. So this thing that I say to you, on Monday night, remember, I asked the people in the church, the leader in the church, the elder, prove it to me that your God is the living God. Prove it to me. Thưa anh chị em ơi, cái tối thứ hai là tôi đã nhờ những cái người anh em trong hội thánh đó chứng minh cho tôi là Chúa có thật đi. And then the Lord proved it to me that He is a living God, that Jesus Christ is a living God. Và rồi Chúa ngài chứng minh cho tôi thấy rằng là Chúa là Đức Chúa Trời hàng sống và Chúa Giêsu Christ là Đức Chúa Trời hàng sống. Lord Jesus helped me to pay my credit card debt in 2 days. Và Chúa Giêsu đã giúp tôi để thanh toán cái khoản nợ hàng tháng của thẻ tín dụng đó trong vòng 2 ngày thôi, 1.000 đô. On Thursday afternoon, I went to my company to bring all the loan document. And then the boss, I asked the boss, "Boss, can you give me the money right away because I need to pay my credit card debt?" And the boss answered, "Let me get the money, the commission, 1,700. Praise the Lord." Và sau đó chuyện gì xảy ra anh chị em? Sau đó là thứ năm á, thì tôi đến với ông chủ của tôi đó, tôi đem hết một cái đống tài liệu mà cái anh Ấn Độ đã ký rồi đấy, tôi đem đến và rồi tôi đưa cho ông chủ cũng khá là vui, ông chủ vui lắm. Thế là ông tôi mới nói với ông chủ là anh bây giờ anh có thể trả cho em tiền hoa hồng được không? Bây giờ em cần phải trả tiền tiền nợ thẻ tín dụng. Thì ngay lập tức ông đưa cho tôi là 1.700 đô anh chị em, 1.992, 1.700 đô để tôi trả tiền tín dụng. And on Sunday night, this is my first time that I bring tithe unto the Lord $170. Và rồi tối ngày chủ nhật đó, lần đầu tiên trong cuộc đời của tôi đem 170 đô la từ cái tiền đó tôi dâng hiến trong hội thánh. Seldom gave the money to the church. If I have to give, I give only $1 only. Tôi dâng hiến 1/10 anh chị em. Thử tưởng tượng đi, một người á, một tuần ăn có 1 đô mà dâng hiến 170 đô vô trong hội thánh là nó cỡ nào đúng không? Nếu mà bình thường là So tôi dâng có một đô thôi đó. this is the first time I pay $170. Oh, this is a lot of money, Lord, to give to the Và chị biết không, lần đầu tiên tôi lần làm được chuyện đó chị em, tôi cũng có tranh chiến trong lòng đó, một số 170 đô nhiều lắm. For $170, I can live for several many Một ngày một tuần mà sống một trăm một tuần mà sống 1 đô thì anh chị em tưởng tượng đi, 170 đô thì sống là mấy 2 3 năm luôn. Ông nói là một vài tháng đấy. And then during the dinner time, I talked to my friend, my elder and the leader in the church, when we ate together. Và tối đó anh nhóm xong thì tôi mới nói với bạn của tôi rồi nói với mấy người lãnh đạo trong hội thánh á, khi mà chúng ta ăn á. And then I told them that I would like to receive the Lord Jesus to become my Lord and Savior.
Tôi nói với họ rằng là bây giờ tôi muốn tiếp nhận Chúa Giêsu Christ là Chúa và cứu Chúa của tôi. Give a big hands to the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Dạ một tràng pháo tay thật là lớn cho Chúa. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Hallelujah. And then what happened, you know? My friend, all the leaders in the church was very, very shocked. Chuyện gì xảy ra mấy bạn của tôi rồi, mấy ông mà lãnh đạo trong hội thánh rất là ngạc nhiên luôn. How could that be, you know, last Monday? I was angry with them and then suddenly, you know, I want to accept the Lord Jesus. Chuyện gì xảy ra vậy? Mới ngày thứ hai tuần trước còn cãi nhau chí chế rồi không chịu nghe lời Chúa đây, mà bây giờ là tiếp nhận Chúa là sao? So since that time on 1992 December, I think I forgot about December, you know, before Christmas. Thì đó là I năm gave 19... my first tithe to the Lord. Thế đó là năm 1992 gần Giáng sinh anh chị em. Tôi vẫn nhớ như in trong lòng tôi, lần đầu tiên dâng hiến một phần 10 cho Chúa. And the Lord is so faithful to me. Và Chúa rất là thành tín đối với tôi. And then what happened later on, you know, the interest rate is going down, went down at that time. Sau đó chuyện gì đây? Chuyện gì ra đó là cái tiền lãi nó còn giảm hơn nữa. Mà anh Ấn Độ này hơi bị hố rồi. And then all the people suddenly, you know, my client called me, Erwin, please come here, look, you know, I want to sign the loan document. Rồi mọi người, anh chị em tôi có nhiều làm gọi là cái gì làm tín dụng mà bây giờ làm tín dụng xong rồi bây giờ sau đó thì tự nhiên giảm lãi suất giảm, cái người ta chạy gọi điện cho tôi, Edwin lại ký hợp đồng, ký hợp đồng, ký hợp đồng, quá chừng khách đến luôn. So at that time I owe about $20,000 for credit card debt. Lúc đó anh chị em nhớ lúc nãy tôi nói không, 20.000 đô la tiền nợ đúng không? If I were to work with somebody else, maybe if I can get $1,000 a month or $1,500, that's good enough already. Nếu mà tôi đi làm những công việc những người khác thì tôi kiếm là khoảng cỡ 1.000-2.000 đô là hết cỡ rồi anh chị em. But how could I pay the $20,000 if I make only $1,000 or $1,500 a month? How long should I pay? Thì bây giờ làm như thế nào đây? Nếu như mình đi làm một công việc bình thường kiếm một tháng 1.000 đô, 1.000 đô, 20 mấy, 30 triệu đó, thì làm như thế nào mà có thể trả hết được cái khoản tiền là vài trăm triệu ở đây? Bao nhiêu lâu mới trả xong? So this is the reason why I would like to share to you. Và đây là chính là cái lý do mà tôi muốn chia sẻ điều này với anh chị em. With human eyes, it is impossible. Với cái con mắt cờ của người thường của chúng ta, với cái khả năng nhìn của chúng ta, với cái con mắt bình thường của chúng ta nhìn thấy là dường như không có hy vọng gì nữa, không còn có, không thể được. Nhưng mà với Chúa thì vẫn còn hy vọng. Với Chúa là mọi sự đều có thể. So I encourage you for those who are listening to my testimony. Tôi khích lệ anh chị em là những cái người mà nghe lời lập chứng của tôi đấy. Not only in the Church of Cà Mau or in YouTube all over the world. Không chỉ là hội thánh ở Cà Mau mà thôi, nhưng mà tất cả ông bà anh chị em ở trên khắp thế giới này. The God that I serve, Lord Jesus, is an awesome God. Đức Chúa Trời mà tôi đang phục vụ là một Đức Chúa Trời rất là tuyệt diệu anh chị em. He can do all things beyond our imagination. Ngài có thể làm vượt trội hơn tất cả mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng nữa. You may say, you know, oh, my problem is too hard. Anh chị em có thể nói rằng là, anh chị em có thể nói là, ồ, cái vấn đề của mà tôi đang đối diện nó khó lắm, anh chắc anh chưa trải qua đâu. I share to my friend, you know, prove it to me if your God is a living God. Tôi nói với bạn của tôi, hãy chứng minh cho tôi thấy nếu mà Chúa của anh là Đức Chúa Trời hàng sống đi. Prove it to me, you know, at that time, you know, that Jesus is a living God. Chứng minh cho tôi thấy rằng là Chúa Giêsu là Chúa hàng sống đi. And Jesus proved to me only 2 days he answered my prayer. Rồi Chúa Giêsu đã chứng minh điều đó cho tôi, chỉ trong vòng 2 ngày Ngài đã trả lời câu cho tôi. So for those who has problem with finance. Cho những cho nên là don't think that, you know, oh, I have no hope at all, you know. Thế là những cái anh chị em nào, những cái người nào, những bà con nào ở đây, chúng ta thấy rằng là mình đang gặp vấn đề tài chính và dường như mình đã là bây giờ không còn cái hy vọng nữa rồi. Trust in the Lord with all your heart. Tôi no muốn nói với những
Thì tôi muốn nói với những người đó là bây giờ hãy tin cậy Chúa hết lòng của mình đi. Cho dù có chuyện gì đã xảy ra trong đời sống của anh chị em và con đó, thì bây giờ hãy tin Chúa hết lòng đi. The Bible say, is there anything too hard for the Lord? Kinh Thánh nói rằng là có gì quá khó cho Chúa không? So this is my sharing, you know. I'd like to share it with you because, you know, this is my financial breakthrough that happened in my life. Và tôi muốn chia sẻ điều này cho anh chị em để rồi anh chị em biết được rằng là có những cái sự đột phá trong tài chính xảy ra trong đời sống của tôi. After several months later, you know, I pay off all of my debt, $20,000 credit card debt. Chỉ trong vòng vài tháng thôi anh chị em, tôi trả hết sạch những cái món nợ của tôi trong nợ tín dụng đó, 20.000 đô. Tính ra bây giờ 500 triệu. Hallelujah. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. So in very short period of time, the Lord paid off all of my credit card $20,000. Chỉ trong vòng một vài tháng ngắn ngủi thôi, Chúa đã trả hết cho tôi những cái món nợ mà tôi đã nợ. So later on, you know, when I would like to pray for you, for those who need financial breakthrough, make sure you trust the word of God. Cho nên sau này tôi muốn nói với anh chị em là khi mà anh chị em có vấn đề về tài chính á, thì đầu tiên hãy đảm bảo rằng là anh chị em đặt đức tin mình ở Chúa. When the Lord command you to bring tithe to the storehouse, you need to obey him. Khi mà Chúa nói với anh chị em rằng là bây giờ phải dâng một phần 10 về cho nhà của Chúa, thì anh chị em cần phải làm gì? Anh chị em cần phải vâng lời Ngài. Since that time in 1992 until right now, I never miss any single tithe unto the Lord. Cho nên từ cái năm 1992 đó cho tới bây giờ tôi chưa bỏ qua, chưa có một tháng nào, chưa có một lần nào mà tôi không dâng hiến một phần 10 cho Chúa cả. And then when the door is closed for my life, and then the door will open, just like the Bible says, I will open the windows of heaven for you. Thì nó giống như tôi đã trải qua những cánh cửa đã bị đóng cho đời sống của tôi, và rồi Chúa nói rằng là ta sẽ mở những cánh cửa phước hạnh từ trên trời, đổ phước xuống cho con. So when once the Lord opened the windows of heaven, he will pour out so much blessing that you will not have enough room to receive it. Và rồi khi mà Chúa đã đổ phước trên trời, mở cửa sổ trời để đổ phước cho chúng ta thì sao? Kinh Thánh nói chúng ta rằng là chúng ta sẽ không có đủ phòng, không có đủ chỗ, không có đủ chỗ chứa để chứa hết phước của Ngài ban cho chúng ta. In short period of time, I paid off all of my credit card through the Lord, through, according to the Bible, you know. Chỉ trong vòng một vài tháng ngắn ngủi tôi trả sạch những cái món nợ. I know that some people that last time, you know, need prayer, you know, I have a lot of problem with my finance. Tôi biết là một số người lần trước tôi cầu nguyện cho anh chị em đó, thì anh chị em có nói rằng là tôi có vấn đề về tài chính của tôi thế này thế kia. The problem is not of the Lord. The problem is with us. Maybe we forgot to bring tithe unto the Lord. Cái vấn đề không phải là ở chỗ Chúa đâu, chỉ vấn đề có là ở chỗ chúng ta đó, bởi vì chúng ta quên mất, chúng ta không có chịu dâng hiến một phần 10 cho Chúa. So this is the first, you know, the first one I share to you, God will open the windows of heaven. And the second one, you know, God will pour out so much blessing unto you that you will not have enough room to receive it. Cái điều phước hạnh thứ nhất đó, thứ nhất là Chúa, Ngài mở cánh cửa trên trời cho chúng ta, Ngài mở các cửa trên trời, đổ phước cho chúng ta. Và thứ hai là Ngài đổ phước cho chúng ta đến nỗi chúng ta không có đủ chỗ chứa. And the third, you know, promises of God that God will rebuke the devourer. The devourer for your sake. Và rồi cái phước hạnh tiếp theo mà Chúa ban cho chúng ta đó là Ngài sẽ vỡ trách cái vật phá hoại chúng ta để chúng sẽ không phá hoại ruộng hoa quả ruộng đất của chúng ta nữa. The third point, God will stop any enemy that want to harm you. Chúa, cái điều thứ ba đó là Chúa Ngài sẽ chặn đứng, Chúa sẽ vỡ trách, Chúa sẽ không cho phép tất cả những cái kẻ thù đến làm hại chúng ta. If you don't pay tithe, that means the enemy have access to destroy your life. Nếu mà anh chị em không có chịu dâng hiến một phần 10 đó, có nghĩa là gì? Có nghĩa là anh chị em đã mở cửa để rồi ma quỷ có thể tự do bước vào và hủy diệt đời sống của anh chị em. So, number four, I would like to share it, you know. God will not destroy the fruit of your ground.
Tiếp theo điều thứ tư đó là Chúa Ngài sẽ không có và Ngài sẽ bảo vệ cái hoa quả của anh chị em. And then the fifth also the same. God will not fail your vine to bear fruit in your field. This is almost the same. Cái điều thứ năm thì nó là nho ngoài đồng của sẽ bắt mùa. Cái thứ điều thứ tư đó là hoa quả ruộng đất đó. Cái điều thứ năm đó là nho ngoài đồng. Tức là hai cái này nó khá là giống nhau. Number four and number five, you know, God will protect your business, your life, your work. Có nghĩa là gì? Family. Có nghĩa là Chúa sẽ bảo vệ cho công việc kinh doanh của chúng ta, công việc làm ăn của chúng ta, ruộng đồng của chúng ta, đồng áng của chúng ta, gia đình của chúng ta và con cái chúng ta. And then number six, all the nation will call you blessed. Và điều thứ sáu đó là các quốc gia sẽ gọi chúng ta là người được phước. For you will be a delightful land. So there is seven promises of the Lord if you faithfully giving tithes to the Lord. Và điều thứ bảy đó là chúng ta sẽ được gọi là một đất nước được ưa thích và đó là bảy điều mà chúng ta làm sẽ nhận được khi mà chúng ta dâng hiến một phần mười lên cho Chúa. By the way, do I still have time to share a little bit? Xin hỏi người hướng dẫn xem ông mục sư có thêm thời gian không ạ? Just give me a little bit only, okay? Bây giờ dành thêm chút thời gian nữa. Tiếp tục vậy ạ. Yeah, we continue. All right. Just be patient with me. When the Lord said, you know, bring all the tithe to the storehouse. Chứ mà Chúa nói rằng là hãy đem tất cả một phần mười nộp vào kho. That there may be food in my house, says the Lord. Để cho nhà ta có lương thực trong nhà của ta. And then the Lord will begin to give you the seven blessing promises, you know. Và rồi sau đó Chúa Ngài nói cho chúng ta biết là bảy cái phước hạnh khi mà chúng ta làm điều đó. And then I would like to give you some little illustration so that you can understand. Bây giờ chúng ta bây giờ tôi sẽ cho thêm anh chị em một số cái khải thị mà tôi đã nhận được để anh chị em có thể hiểu thêm về cái đoạn này ha. Okay, right now I have two children, two daughters. Bây giờ thì tôi có hai cô con gái. And then my daughter is 5 years old. She just celebrated, you know, the birthday yesterday. Là một cô trong những cô con gái của tôi thì bây giờ sinh nhật 5 tuổi, mới sinh nhật, tổ chức sinh nhật ngày hôm qua. And then if I said to my oldest daughter, if you become very smart, if you become number one in the school or in the school, I will give you a handphone. Thì tôi nói với cái cô con gái lớn của tôi đó là nếu như bây giờ con trở thành số 1 giỏi nhất, thông minh nhất ở trong lớp thì ba sẽ cho con một cái điện thoại. So this verse, this Malachi chapter 3 is a conditional promises. Cũng giống như vậy, đó là một cái lời hứa tôi hứa cho con gái của tôi là một lời hứa có điều kiện, đúng không? Cho nên là cái lời hứa mà Chúa hứa cho chúng ta ở trong sách Malachi chương số 10 đấy, chương số 3 đó thì cũng là một lời hứa có điều kiện. If you bring tithe, and then I will open the windows of heaven for you. Nếu mà con á dâng hiến một phần mười thì ta sẽ mở các cửa trời cho con. So if I said to my daughter, you know, if my daughter will become number one in the school, can she claim to get the handphone from me? Vậy thì khi mà tôi đã nói với con gái tôi rằng là nếu mà con được hạng nhất ở trong trường thì là sẽ cho con điện thoại, thì khi mà con được tôi được hạng nhất thì nó có quyền để đòi tôi cái điều đó không? Can she claim it or not if she become number one in the school? Nếu mà nó được hạng nhất thì nó có được quyền để công bố cái điều đó không? Được đòi tôi cái điều đó không? Of course. Đương nhiên rồi anh em ơi. To my daughter, if tôi đã hứa cái điều one, vì tôi đã hứa với con cái của tôi rằng là nếu mà con được hạng nhất, and then I will give the handphone as my promise. Thì ta sẽ cho con cái điện thoại giống như ta đã hứa. If she couldn't make it to become number one, can she claim it to get the handphone? Nếu như mà con của tôi nó không có được hạng nhất thì nó có quyền để đòi tôi không, anh chị em?
Of course, no. The same thing too with this verse, Malachi chapter 3, verse 10 to 12. Điều tương tự cũng xảy ra đối với trong Malachi chương số 3, câu số 10 đến câu 12. When you receive your money, your income, do you tithe or not? Khi mà anh chị em nhận được cái lời hứa đó thì anh chị em có dâng hiến không? Có nhận được ví dụ như anh chị em nhận được một cái tài sản, tài vật gì đó, một cái thu nhập nào đó, anh chị em có dâng hiến một phần 10 không? Do you tithe faithfully every time you receive the money, your anh salary em, or your business? Anh chị em có sẵn sàng dâng hiến một cách trung tín không? Khi mà anh chị em nhận được cái khoản thu nhập trong công việc làm ăn của kinh doanh của anh chị em. If you say, you know, oh, I give tithe this month and then next month maybe I cannot pay tithe, that means it's not faithful. Nếu như mà tháng này mà dâng một phần 10, tháng sau ông mục sư không giảng nữa, cái không dâng một phần 10 nữa thì cũng không gọi là trung tín đâu nha anh chị em. You have to be faithful in giving tithe to the Lord. Anh chị em phải trung tín trong cái việc dâng hiến một phần 10 cho Chúa. When you give tithe to the Lord, God will fulfill his promises to you. Nếu mà anh chị em trung tín dâng một phần 10 cho Chúa thì Chúa Ngài sẽ trung tín, Ngài thực hiện những cái lời Ngài hứa cho anh chị em. So I encourage you tonight, this coming Sunday, if you receive income, your money, you have to set aside 10% and give it to the Lord. Cho nên tôi khích lệ anh chị em rằng là bây giờ anh chị em hãy trong tuần này hay là trong tháng này, nếu như anh chị em là có thu nhập phần 10 á, thu nhập á, thì anh chị em hãy biệt riêng một phần 10 ra và rồi Chủ nhật mình đến mình dâng hiến cho hội thánh của Chúa. And you bring your tithe unto the Lord. Lord, I want to give this tithe unto you, Lord, so that I can have a financial breakthrough like me. Và rồi anh chị em nói với lại Chúa rằng, Chúa ơi, bây giờ con đem một phần 10 của con lên, con dâng hiến cho Chúa. Và Chúa ơi, con muốn một cái sự đột phá trong tài chính của Chúa, của con, giống như là Ngài đã ban phước cho một sư Edwin. If God can do it for me, I believe God can do it for you also. Nếu mà Chúa có thể làm điều đó cho tôi, thì Chúa cũng có sẵn sàng làm điều đó cho anh chị em. Be faithful to the Lord, you know, no matter what happened in your life. Hãy cứ trung tín làm theo như lời của Chúa, cho dù có chuyện gì, bất kể điều gì xảy ra trong đời sống của anh chị em. Hallelujah. Give a big hands to the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Chúng ta hãy vỗ một tràng và một tràng phất tay thật là lớn cho Chúa. Hallelujah. I pray Hallelujah. That the Lord will minister, the Holy Spirit will minister to the people right now in Kamau and those who are watching in YouTube also. Tôi cầu nguyện để rồi Chúa Ngài sẽ phục vụ những con cái của Ngài ở trên tại Hội Thánh Cà Mau ngay bây giờ, cũng như là những người đang xem livestream Facebook và phát lại sau qua YouTube. Hello? Hello, you can turn on your camera. Yes. Oh, I don't know what happened. So let me say again. I pray that those who listen to my testimony. Tôi cầu nguyện để rồi những anh chị em nào mà chúng ta đã nghe cái lời làm chứng của tôi. For the people in Kamau or those who listen to the people, to the one in YouTube. Cho những cái người mà đang nghe ở Hội Thánh Thiên Ái Cà Mau cũng như là những người đang xem trên Facebook, YouTube. I pray that the Lord will minister to you. Tôi cầu nguyện để rồi Chúa Ngài sẽ phục vụ anh chị em. I believe the financial miracle is on the way. Amen. Tôi tin rằng là phép lạ về tài chính đang trên đường đến cho ông bạn chị em. Amen. Give a big hands to the Lord. Hallelujah. Hãy vỗ tay thật là lớn cho Chúa. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Amen. 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 So I'm done today, and then for those who need prayer, you know, I will pray for you also. I already shared to you the first one, you know. Still remember the first one? The second one? The third one and the fourth one, I haven't finished with this sermon yet. In fact, I have the fifth one if this is possible, you know. But next week, you know, I have to go out of town. Anh chị em nhớ chúng ta sẽ có một số loạt bài học. Anh chị em nhớ điều thứ nhất là gì không? Điều thứ hai, điều thứ ba là gì không? Anh chị em nhớ không?
Và khi mà nếu mà Chúa muốn thì tôi sẽ chia sẻ tiếp cho anh chị em những cái phần sau trong bài học này, nhưng mà tuần sau thì tôi phải đi ra khỏi thị trấn rồi. So on the November 18, you know, I have to go to Surabaya. From my place to Surabaya is about 1000 km. We are driving the car. Tôi tức là có lẽ là tôi cái ngày 18 đó là tuần sau đó thì tôi phải đi đến Surabaya, thì từ Surabaya tới chỗ của tôi là khoảng 1000 km, thì chúng tôi đi xe máy đi xe ô tô tới đó, lái xe tới đó. And then I have to stay in Surabaya for 1 week, and then I have to stay in Bali for 1 week. Sau đó thì tôi phải ở lại ở Surabaya trong vòng 1 tuần, sau đó chúng tôi sẽ chuyển đến ở Bali, và rồi chúng tôi sẽ ở Bali trong vòng khoảng 1 tuần. I don't know if I can make it or not, you know, at that time, but I have the fifth sermon, you know, the number five, the part number five. Oh, part number four, because this is very important. Tôi không biết là tôi có thể hoàn tất được hay không, nhưng mà có lẽ là tôi sẽ phải cố gắng có 4-5 phần lần, cho nên là anh chị em phải chịu khó với tôi ha. Do you want still to hear my sermon again? Mà chị Or em có you muốn nghe tôi chia sẻ lời Chúa nữa không? Anh chị tiếp tục cái đoạn này không? Amen. Amen. Hallelujah. Okay. I'm gonna let the Pastor Bao or those who, you know, to Bây giờ ông mục sư muốn cầu nguyện cho những người mà cần vấn đề tài chính á, thì xin những người hướng dẫn thơm ở người hướng dẫn chương trình ạ. Dạ, giờ này ai có nhu cầu còn muốn cầu nguyện về tài chính thì con xin mời giơ tay ạ. Dạ, ai muốn mục sư cầu nguyện cho tài chính ạ? Dạ, thưa what does that mean? Just ask somebody need to pray. Yes, okay. If somebody needs prayer, let me know. Yeah, cô đưa nó đi ạ. Trước kia chưa đến với Chúa á, thì cũng có làm đi làm ăn á, cái thất bại á, làm nợ á, tới ngân hàng bây giờ khoảng để ra chắc cũng khoảng 300 triệu. Chúa cũng giờ phục hồi tài chính này. Mình nặng có mở vườn quốc nước với trời rồi. Before he received, he accept Jesus as the Lord and Savior. He do the business in the world and broke, like fail, and now all the loan about $15,000. $15,000 is small amount of money. That's nothing at all. Thì cái khoản tiền 300 triệu thì ở trong mắt Chúa, trong gương mắt, trong mắt của Chúa thì nó chẳng là cái gì đâu cô ơi. That one is small amount of money. You just rejoice. If I were you, I rejoice and happy to the Lord right now. Nó trong mắt Chúa rất là nhỏ cô ơi, cho nên là bây giờ nè, mình cứ vui mừng ở trong Chúa. Nếu mà tôi là cô thì tôi cứ vui mừng ở trong Chúa. I haven't shared with the part number two when I owe but $500,000. That one is the second part. Maybe if I have to pray for that one. Tôi nói với cô, tôi đã chia sẻ trong cái phần 2 của bài loạt bài giảng này rồi đó, thì trong phần 2 thì tôi có nói rằng tôi nợ 10 tỷ đúng không? Cô 300 triệu thì cũng ít lắm. Của tôi mà có tôi mới phải cầu nguyện nhiều chứ. If the Lord asked me to share that testimony, maybe one day I would like to give testimony for that one. Bữa trước chia sẻ sơ sơ rồi, nhưng mà nếu mà chú muốn thì ngày nào đó thì tôi sẽ chia sẻ cụ thể hơn tự nhiên sao bị mắc cái nợ, mất nợ cái khúc đó rồi giờ sao chú giải cứu. But one thing that I would like to tell you, trust in the Lord. If God can do for me, I owe $20,000 credit card debt long time ago, 1992, and then the Lord pay off all of my debt for me, and I believe the Lord is able to pay off all of your debt too. Amen. Amen. Bởi vì là Chúa nói với cô, ông muốn khích lệ cô rằng là Chúa đã giúp đỡ tôi trong năm 1992, và cái số tiền đó là 20.000 đô, là cũng là 400-500 triệu năm 1992, là rất là nhiều rồi. Thì mà Chúa còn đã giúp tôi trả được thì huống chi là cô, Chúa sẽ chắc chắn sẽ giúp cô. Amen. Make sure you listen to my first part and the second part and the third part. The first part, you know, you ask the Lord, you know, and the second part, you know, on the second part, you know, you have to fulfill your God's calling.
The third part, you know, you have to give to the poor. And the fourth part that I shared to you just now, you know, you have to give it to the Lord in tithing and offering, you know. So make sure you do what I shared to you. Bây giờ cô cần phải làm những cái điều mà tôi mục sư đã chia tôi chỉ đã chia sẻ cho cô. Thì những cái điều mà chia sẻ đã gì, đó là thứ nhất, đó là chúng ta cần phải xin, hãy xin sẽ được, đúng không? Thứ hai là chúng ta cần phải bước theo cái sự kêu gọi của Chúa dành cho đời sống của mình. Và thứ ba là tôi nói với là mình phải ban cho những cái người nghèo đó. Và thứ tư đó là chúng ta cần phải dâng hiến một phần mười và các của dân vào trong nhà của Chúa, đảm bảo rằng là cô làm những cái điều đó trước tiên đã. If you have hard time to give tithe unto the Lord, you know, you ask the Lord, Lord, strengthen me that I can pay my tithe so that I can put you in the first position. Nếu mà cô gặp cái khó khăn trong cái vấn đề dâng hiến một phần 10 á, thì cô hãy cầu nguyện với Chúa. Chúa ơi, xin hãy giúp con để rồi con có thể, rồi con có đủ cái sự dũng cảm, đủ cái sức mạnh để rồi con có thể dâng hiến vô trong nhà của Chúa. Because I feel the same thing too also. When I used to give $1 to the church, and then suddenly I have to give $170, that's a lot of money, you know. Tôi cũng phải trải qua những cái tranh chiến như vậy đó cô. Đầu tiên thì chỉ có dâng hiến có $1 cho nhà Chúa thôi. Nhưng mà sau đó dâng hiến $170, nó gấp 170 lần lên, thì lúc đó cũng là một cái số tiền rất là khủng khiếp rồi. Okay, what is your name? I would like to pray for you. Cô Đua. Đua? Yes. Okay, let's agree together so that the Lord will answer your prayer. I'm not God, I'm only a servant, but I pray that God will answer all your prayer, okay? Bây giờ hãy cùng hiệp ý với nhau và rồi chúng ta cầu nguyện với Chúa. Tôi chỉ là một đầy tớ của Chúa thôi, tôi không có khả năng để làm điều đó, nhưng mà Chúa có khả năng làm điều đó. Bây giờ mình sẽ cùng hiệp ý với nhau. Let's pray together. Heavenly Father, in the name of Jesus, I pray right now for Dua, Sister Dua. Ô Cha Thiên Thượng của chúng con ơi, chúng con hiệp ý với nhau và cầu nguyện cho cô Dua ngay bây giờ. Lord, I pray for my Sister Dua in the name of Jesus. Chúa, con cầu nguyện cho cô Dua trong danh quyền năng của Chúa Giêsu. I'd like to break every spirit of poverty that is against her life now in the name of Jesus. Trong danh Chúa Giêsu Christ, ta bẻ gãy tất cả mọi cái linh nghèo thiếu ở trên đời sống của cô ngay bây giờ. I rebuke every credit card debt or every debt to somebody else in the name of Jesus. I command you to go out of her life now in the name of Jesus. Trong danh Chúa Giêsu Christ, ta quở trách tất cả những cái món nợ mà ma quỷ đã đem đến trên đời sống của cô, khiến cô nợ những người này người kia. Trong danh quyền năng của Chúa Giêsu Christ, phải đi ra khỏi đời sống của cô ngay bây giờ. Lord, I pray right now, Lord, as she hears my sermon, Lord, my testimony, I pray that she will help the poor and give the tithe unto you, Lord Jesus. Chúa, có cầu nguyện nữa rồi, khi mà cô nghe những cái loạt bài chia sẻ của con, và rồi Chúa sẽ hãy giúp đỡ cô, để rồi cô chia sẻ, ban cho những người nghèo và dâng hiến một phần mười vào trong nhà của Chúa. And I pray, as she been faithful, you know, is she faithful to you, giving tithe unto you, Lord? I pray that you will open the windows of heaven and pour out so much blessing unto her that she will not have enough room to receive it, Lord God. Chúa, con cầu nguyện nữa rồi, khi mà cô trung tín giao một phần mười về cho nhà của Chúa, thì bây giờ Chúa mở các cửa tầng trời ra để ban phước cho cô đến nỗi không chỗ chứa chăng. And I pray, Lord, that I apply the blood of Jesus upon her life. Chúa, con cầu nguyện cho áp dụng huyết của Chúa trên đời sống của cô. Protect her life and her family. And then I pray also that you will protect her business also, her salary, her job or whatever, Lord God. Protect her with the blood of Jesus. Chúa, con cầu nguyện đó rồi Chúa, ngày bác phụ bảo vệ gìn giữ cô, gia đình cô, cũng như là tất cả mọi điều cô làm trong danh quyền năng của Chúa Jesus Christ, áp dụng huyết trên đời sống của cô. In the name of Jesus Christ, amen, amen. Trong danh của Chúa Jesus Christ, hallelujah. Amen, amen. Hallelujah. 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 Anybody? Xin mời người tiếp theo ạ. Dạ, con xin mời cô Tuyết ạ. Cô Tuyết. Wait, please wait. Okay. Xin mời người lên tiếng ạ. I hope you don't feel bored, okay, when I give testimony to you.
Xin mời cô Tuyết lên tiếng ạ. À. Tôi không hy vọng rằng là anh chị em không có cảm thấy chán khi mà tôi vừa chia sẻ lời chứng lâu quá ha. Cầu giùm em đó một sư ơi. Cụ thể là cô cụ thể là gì ạ? Cô đang mắc nợ. Cụ thể. Cụ thể ha, cô đang mắc nợ 150 triệu. Dạ. Yeah. She have the debt about 100 like 150 million. It's like a 7 it's like $7,000. Yeah. See. $7,000. Okay. Yeah. Less than her. Before it's $15,000, now it's $7,000. Okay. Cô hồi nãy là 300 triệu bây giờ 150 ha, giờ còn giảm được nữa rồi đó. So I pray for those who are listening. This coming Sunday, if you get the income, make sure you set aside your money 10% and give it to the church. Bây giờ nói với cô Tuyết thế này ha, tức là bây giờ cô đã nghe bài giảng rồi, thì ngày chủ nhật á là cô phải để sẵn ra 1/10 tất cả tiền của mình khi mà dâng lên cho nhà Chúa nha, đừng có giữ lại cho mình. Yeah. Expect miracle, you know. Don't pay all other things first. You have to put God number one. Đừng có chi trả những cái khoản khác trước, mà đầu tiên là phải đặt Chúa trước, phải để biệt riêng cái số tiền 1/10 thu nhập của mình ra trước ha. Amen. Hallelujah. What is your name? I would like to pray for you. Tuyết. Tuyết. Her name is Tuyết. Tuyết. Yeah. Tuyết. Okay. Let's pray together. Let's join together right now in prayer. Bây giờ chúng ta cùng hiệp nhau cầu nguyện cho cô Tuyết nha anh chị em. Lord, I thank you for tonight, Lord, for your sermon, Lord God, for your word of for your word, Lord Jesus. Chúa, chúng con cảm ơn Chúa ngày hôm nay bởi vì lời của Ngài đã đến với chúng con. I pray for Sister Tuyết right now in the name of Jesus. Chúng con cầu nguyện cho cô Tuyết ngay bây giờ trong danh quyền năng của Chúa Giêsu. I bind every spirit of poverty that is against her life now in the name of Jesus. Trong danh Chúa Giêsu Christ, ta cột trói tất cả những cái tà linh nghèo thiếu ở trên đời sống của cô ngay bây giờ trong danh quyền năng Giêsu. And I command this spirit of poverty, this evil spirit, to come out of her life now in the name of Jesus. Ta truyền lệnh cho tất cả những cái linh nghèo thiếu này đi ra khỏi đời sống của cô ngay bây giờ trong danh quyền năng Giêsu. Lord, I pray right now, Lord, that put her the burden to put you in number one first, Lord Jesus. Chúa ơi, con cầu nguyện ngay bây giờ để rồi lấy xuống, xin xuống thì mang đi, lấy đi tất cả những gánh nặng để trên đời sống của cô ngay bây giờ. Just like the word that, just like your words say, seek first the kingdom of God and all His righteousness, and all these things shall be added unto you. Giống như lời Ngài đã nói rằng là trước tiên hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho chúng con những điều khác nữa. I pray, Lord, that you will bless Sister Duke now in the Tuyết now in the name of Jesus. Chúa cầu nguyện nữa rồi, Chúa ngài ban phước cho cô Tuyết ngay bây giờ trong danh quyền năng Giêsu. She's going to believe that paying tithe, you know, will have a financial breakthrough, Lord. I pray that you will answer her prayer to pay off all of her debt in the name of Jesus. Chúa, con cầu nguyện để rồi Chúa, khi mà cô học cách để dâng hiến 1/10 trong nhà của Chúa, thì Chúa ngài sẽ làm phép lạ trên tài chính của cô, giúp cô để cô thoát khỏi tất cả mọi món nợ nào mà cô đang đối diện, Chúa ơi, trong danh quyền năng của Chúa Giêsu. I apply the blood of Jesus upon her life, upon her family, upon her job, upon her business in the name of Jesus. Con áp dụng huyết của Chúa Giêsu trên đời sống của cô, trên công việc làm ăn của cô, trên gia đình của cô, trong danh quyền năng của Chúa Giêsu Christ. And I surrender her life unto you in the name of Jesus Christ. Amen. Chúa, con trình dâng của cô lên cánh tay quyền năng của Chúa Jesus Christ và con cầu nguyện trong danh quyền năng Jesus Christ. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Amen. Cảm ơn. Người tiếp theo ạ. Dạ, mời cô Mỹ Lệ. Anybody? Yeah, please wait. Sister Lê. Dạ, con cầu. Tính nhờ mục sư cầu nguyện giùm cho tôi mới sang bệnh nhà còn mắc nợ cái gì.
À, có khoảng chừng 40 triệu à, mà tôi muốn cầu nguyện Chúa cho tôi xin được thêm vốn để cho tôi mở rộng mà kinh doanh mua tràm đồ mặn thêm á, mặn cho có tiền phần 10 dâng cho nhà Chúa nhiều. Bây giờ thì đang mặn mướn thì đồng tiền phần 10 cũng ít, tính cầu xin Chúa cho được đồng vốn để mua Dạ tràm rồi ạ. mặn. Dạ Có rồi. nhiều Có vấn xin đề gì gì khác ạ? không cô? Dạ. Hai vấn đề đó. Vấn đề là cái cô xin vốn bao nhiêu Nhà tài Chúa cho nhiêu thì mặn nhiêu, ạ? Chúa cho được mặn nhiêu. Rồi con ngâu nghỉ. She want she have just fixed her house and it take a debt about $2,000 and the second thing is he want the money to do a business in sale and buy tree. The last time we pray for her. Okay. Make sure that she will respond, you know, about the word that I share to you all. Hãy đảm bảo rằng and giving to God. Đảm bảo rằng là cô đáp ứng theo những cái điều mà ông đã chia sẻ. Thứ nhất đó là mình xin, thứ hai là mình phải dâng hiến cho một phần mười của dân, rồi thứ ba là mình cần phải là cho người nghèo cô ha. Tổng cộng ba điều đó cô phải làm, thì sau đó là cô sẽ kinh nghiệm được sự dư dật. Bây giờ ông sẽ cầu nguyện cho cô. Okay, Les, what is her name again? Lệ. Lệ. Okay, Lệ. Yes. Let's pray together. Yeah. Heavenly Father, we just want to thank you for your goodness and mercy, Lord God. Cha yêu thương của chúng con ơi, chúng con cầu nguyện và chúng con cảm ơn Chúa vì tình yêu thương và sự nhân từ của Ngài cho chúng con. I pray for Sister Lê now in the name of Jesus. Tôi cầu nguyện cho cô Lệ ngay bây giờ trong danh quyền năng của Chúa Giêsu. I rebuke every devil of poverty that is against her life now in the name of Jesus. Trong danh Chúa Giêsu Christ, ta quở trách tất cả mọi cái linh nghèo đó đang cố tình tấn công đời sống của cô trong danh quyền năng Giêsu. I rebuke every spirit of death that is against her life now in the name of Jesus. Ta quở trách tất cả mọi cái linh của sự nghèo đó, sự nợ nần đang tấn công đời sống của cô trong danh quyền năng Giêsu. And I command you all devil, you know, to come out of her life now in the name of Jesus. Trong danh Chúa Giêsu Christ, ta truyền lệnh cho tất cả mọi cái tà linh đi ra khỏi đời sống của cô đi trong danh quyền năng Giêsu. Lord, I pray, Lord, that you will give her wisdom to do business in the business tree, Lord God. Chúa ơi, con cầu nguyện để rồi cô xin Chúa ngài ban cho cô có sự khôn ngoan để rồi cô có thể làm ăn trong cái công việc buôn bán cây tràm của mình. Give her an idea, Lord, how to be successful in the name of Jesus. Chúa xin ban cho cô ý tưởng để làm như thế nào để cô có thể trở thành người thành công trong danh quyền năng của Chúa Jesus Christ. And I apply the blood of Jesus upon her sister Lê now in the name of Jesus. Cô áp dụng huyết của Chúa Jesus ra đời sống của cô Lê ngay bây giờ trong danh quyền năng Jesus. Protect her, Lord. Protect her family, her life, her business also in the name of Jesus Christ. Amen. 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 Xin Chúa bảo vệ cô, gìn giữ cô, gia đình của cô và tất cả những điều thuộc về cô trong danh quyền năng của Chúa Jesus Christ. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Hallelujah. Anybody? Xin người tiếp theo ạ. Xin mời anh Cường. Hello. Dạ cô chú nói đi ạ. Hello. Dạ chú nói đi ạ. Yes. Cho cầu nguyện hết bệnh sốt an hoài, uống thuốc hoài không hết. Rồi cầu có cầu nguyện Chúa cũng còn. He got a fever. Still not bệnh healed. Cũng có 2 tuần nay rồi. She got sick about 2 weeks. Sốt hoài. Okay. Sốt yeah. Không? Dạ. Yeah. Okay, fever, yeah. Huh? Okay. What yeah. is her? What is his name? Cường. Cường? His name Cường, yes. Cường. Okay, Cường. Okay. Let's agree in prayer together for him. Bây giờ hiệp ý cầu nguyện cho anh Cường. Lord, in the name of Jesus, I pray right now. In the name of Jesus. Chúa cầu nguyện ngay bây giờ trong danh quyền năng của Chúa Giêsu Christ. You said in your word, Lord God. Chúa ngài nói với chúng con trong lời của ngài. If two people on earth agree touching anything that they shall ask, it shall be done by our Father who is in heaven.
Lời Ngài nói với chúng con rằng là nếu hai người dưới đất hiệp nhau cầu xin bất cứ điều gì thì Cha trên trời sẽ ban cho người đó. So as I lay my hand upon Cường right now in the name of Jesus. Cho nên bây giờ có đặt tay của con trên anh Cường ngay bây giờ trong danh quyền năng của Chúa Jesus Christ. I said be healed in the name of Jesus. Nói rằng là trong danh Chúa Jesus Christ hãy được lành bệnh. You said in your word lay hand on the sick and the sick shall be healed. Chúa Ngài nói với chúng con trong lời Chúa Ngài rằng là đặt tay trên người đau thì người đau sẽ được lành. Let it be done according to your word in the name of Jesus. Hãy được lành bệnh trong danh Chúa Jesus Christ theo như lời Ngài đã phán. I rebuke spirit of infirmities that is against his life now in the name of Jesus to come out of his life now in the name of Jesus. Trong danh quyền năng của Chúa Jesus Christ, ta vỡ trách lên bệnh tật phải đi ra khỏi đời sống của anh ngay bây giờ. Đi ra khỏi đời sống của anh ngay bây giờ. Trong danh quyền năng của Jesus Christ. I rebuke every fever, spirit of fever that is against his life to come out of his life now in the name of Jesus. Trong danh quyền năng của Jesus Christ, cái linh sốt, linh hành sốt, linh ho đi ra khỏi đời sống của anh ngay bây giờ. Trong danh quyền năng của Jesus Christ. For it is written, Lord, you said by your stripe that we are healed, and I proclaim that Cường is healed now in the name of Jesus. Trong danh quyền năng Chúa Jesus Christ, con nói là anh Cường phải được lành ngay bây giờ trong danh Chúa Jesus Christ theo như lời Ngài đã phán. I apply the blood of Jesus upon Cường right now in the name of Jesus. Áp dụng huyết của Chúa Jesus trên anh Cường ngay bây giờ trong danh quyền năng Jesus Christ. Deliver him from any sickness right now in the name of Jesus. Giải phóng anh ra khỏi tất cả mọi bệnh tật ngay bây giờ trong danh quyền năng Jesus. I surrender his life unto your hand, and I proclaim his healing now in the name of Jesus Christ. Amen. Chúa, con trình dâng đời sống của anh lên cánh tay của Chúa ngay bây giờ và con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Just Amen. Believe in the Lord. If you have something that cannot do, try to do it now by Amen. Faith. Trong danh Chúa Jesus Christ, anh hãy tin cậy nơi Chúa và nếu có điều gì đó anh trước đây anh chưa làm được thì bây giờ hãy thử động vận hành điều đó, hãy đứng lên và kiểm tra cơ số của mình bằng đức tin. Because it is Jesus who heal you now, not me. Bởi vì Chúa Giêsu là đấng chữa lành cho anh, không phải là tôi. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Anybody? Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Dạ, xin mời cô Châu. Dạ. Cảm ơn Chúa. Dạ, mục sư cầu nguyện cho con bé này. Mục sư bắt nó học một nền tảng đức tin 2-3 ngày nay. Mà nó nói từ bữa đó học cái này nó nhức đầu không, mà nó không học nổi. Yeah, see the younger like he have just studied the basic doctrine like the teaching of the church, but now she feel very hesitant when learning that. Oh, she mean she doesn't want to study the Bible anymore. I mean, she said that she feel hesitant when she study. Yeah. Oh, of course. When I study the Bible also, I feel headache sometimes because the devil doesn't want me to study the Bible. Đúng rồi, tại vì khi mà học Kinh Thánh thì tôi cũng bị đau đầu. Tại sao ma quỷ nó không cho muốn cho mình đau đầu? Ma quỷ nó không có muốn cho mình học đó. Cho nên nó là khiến mình đau đầu. When I read the Bible, the devil attack me also. Don't read the Bible. They try to confuse me. But this is the work of the devil. Đà. Cho nên mình phải nhận biết là cái mưu trước của ma quỷ. Khi mà mình đọc Kinh Thánh, khi mình học lời Chúa, ma quỷ nó đâu có muốn cho mình học đâu. Nó nói mình đừng có đi học nữa, đừng có học Kinh Thánh, đừng có học lời Chúa nữa. Ma quỷ đó. So, when your daughter watching the television, do you think she got a headache? Khi mà xem con TV, con có thấy bị đau đầu không? When she play the handphone, do you think she got a headache? Khi mà mình nghe nhạc, được cái thứ, mình có bị đau đầu không? Yeah. Of course not. Tất nhiên là không rồi, bởi vì sao? Bởi vì đâu phải là công việc của ma quỷ đâu. Because when your daughter play the handphone or watching television, the devil will not bother you. Khi mà mình nghe nhạc hay mình xem TV á, ma quỷ nó không có làm phiền mình đâu, nhưng mà khi mình học Kinh Thánh thì nó mới làm phiền. The devil will bother you when you pray, when you study the Bible, when you read the Bible, when you worship God, the devil will come against you. So that you have to postpone your prayer or your reading the Bible. Ma quỷ nó cái công việc của nó là chống lại Chúa mà, cho nên là bất kể cái điều gì mình tìm kiếm Chúa như là mình cầu nguyện hay là mình học Kinh Thánh, học lời Chúa các thứ, ma quỷ nó sẽ tấn công mình điều đó, nhưng mà mình không có thể nhường bước, không có chịu thua nó được. So don't be surprised
When you, when your daughter, you know, try to study the Bible and then suddenly get headache, that's the work of the enemies. Cho nên đừng có lo sợ rằng là tại sao đừng không có ngạc nhiên là tại sao mình học kinh thánh mà mình đau đầu ha. Đó là cái công việc của ma quỷ. What is your daughter's name now? Con của cô Châu tên là gì ạ? Cái này là cháu là. Rồi cháu, ở cháu của cô Châu tên là gì ạ? Okay. How old is she? How old is she? Con cũng hai đứa cỡ một mà nó cũng. Tên là gì ạ? Thảo Nguyên không à, mục sư hai đứa. Yeah. Hai bạn đứng vô trong màn hình cầu nguyện luôn một lần luôn. Có mình mà con cũng gọi xa Chúa, con đứng cho cầu nguyện luôn cho một sư chúc phước cho học giờ. Alo, con học sinh viên tiếng mà. The lady, the young lady, like the name is Nguyên. Nguyên. Yeah. Rồi cầu nguyện cho hai con nè. And then the other Nguyên and. Nguyên, the same name. Yeah. Same name Nguyên also, huh? Yeah. Don't worry about that one. We can pray together. Yeah, bây giờ mình cầu nguyện chung với nhau nha, đừng có lo lắng cái chuyện nó bị ma quỷ tấn công ha. Let me share a little bit, you know. Bây giờ ông chia sẻ thêm một chút. I watched the Chinese movie. Ông đã xem một cái phim Trung Quốc kìa. Every day for one week. Xem ngày nào cũng xem trong một tuần. That one maybe is about 150 videos. Ông xem liên tục luôn 150 cái tập phim luôn. I watched that TV, the TV series for one week. Tôi xem hết xem hết luôn trong vòng một tuần. Yeah. When I was in the US, the only thing that I rest when I sleep, when I go to the bathroom, when I went to the bathroom. Tôi xem liên tục như vậy luôn. Lúc mình chỉ là nghỉ, khi nào nghỉ là khi đi về nhà vệ sinh thì mới nghỉ không xem thôi. 150 video cassette. 150 tập phim. So the devil will not bother you when you doing, you know, bad thing. But when you do good thing, the devil will bother you. Xem 150 tập mà không có mệt. Biết sao không anh chị em? Là do mình cái làm những cái công việc xác thịt đó, ma quỷ nó đâu có làm phiền mình đâu. Mình làm việc Chúa rồi nó mới làm phiền mình. Đó. Cho nên là mình khi mà mình học việc học đọc kinh thánh, học lời Chúa mà đau đầu á, thì mình phải biết rằng đó là mưu trước của ma quỷ, đừng có chiều theo nó. Okay, let's pray for Sister Nguyên, both of them right now. Bây giờ cầu nguyện cho hai bé Nguyên ngay bây giờ. Lord, I pray for both Sister Nguyên right now in the name of Jesus. Chúa cầu nguyện cho hai em Nguyên ngay bây giờ trong danh quyền năng của Chúa Jesus Christ. Every evil spirit that is against her life now in the name of Jesus, I break it and I destroy it by the power of the Lord Jesus Christ. Trong danh vị năng Jesus Christ, tất cả những cái tà linh tấn công trên hai bé này trong danh Jesus, ta cột cho các ngươi và ta truyền cho các ngươi phải đi ra trong danh vị năng Jesus. I command every evil spirit that is against her life to come out of her life now in the name of Jesus. Trong danh vị năng Jesus Christ, ta truyền lệnh cho tất cả những cái tà linh tấn công đời sống của hai bé trong danh Jesus phải đi ra khỏi đời sống của hai bé ngay bây giờ. We rebuke every headache that is against her life in usual in her head now. Every headache, I command you to come out of her life now in the name of Jesus. Trong danh của Chúa Jesus Christ, tất cả những cái sự đau đầu và do ma quỷ gây ra khiến em học được kinh thánh đi ra trong danh quyền năng Jesus Christ. Lord, I apply the blood of Jesus upon both sister right now, sister Nguyên right now in the name of Jesus. Trong danh quyền năng của Chúa Jesus Christ, có áp dụng huyết của Chúa Jesus trên hai em ngay bây giờ trong danh quyền năng Jesus. Lord, I pray that you will use both of Sister Nguyen to become the woman of God. Chúa ơi, con cầu nguyện xin Chúa ngài dùng hai em Nguyên này trở thành những người nữ của Đức Chúa Trời. I pray that you will bless both sister and the mother also to bring to expand the kingdom of God throughout all of Vietnam in the name of Jesus. Chúa ơi, con cầu nguyện xin Chúa ngài dùng hai em bé này cũng như là cô gia đình của Châu để rồi rao đi giảng phúc âm của Chúa ra khắp cả đất nước Việt Nam này trong danh quyền năng của Chúa Giêsu. Amen. And I pray that you will anoint both sister and the mother with double portion of the anointing of the Holy Ghost. Chúa cầu nguyện rồi Chúa ngài sức dầu cho hai cô bé cũng như là cô Châu nữa cứ với sức dầu gấp đôi trong danh Chúa Jesus Christ. And I pray that this anointing shall break every yoke, every headache in her life
Now in the name of Jesus. Trong danh quyền năng của Chúa Giêsu để công bố cái quyền năng của Thánh Linh của Chúa bẻ gãy tất cả mọi cái ách, tất cả mọi sự kìm cặp, mọi cái sự trói buộc của ma quỷ trên đời sống của hai bạn cũng như là cô Châu trong danh quyền năng Giêsu. Use this family for your glory, Lord God. And I surrender everything unto your hand. In the name of Jesus Christ. Amen. Xin hãy sử dụng gia đình này cho vinh quang của vương quốc của Ngài, Chúa, và con cầu nguyện trình dâng gia đình này lên cho Chúa và cầu nguyện trong danh quyền năng của Chúa Jesus Christ. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Cảm ơn mục sư. Hallelujah. Yeah, thank you, Pastor. Người tiếp theo ạ. Xin người hướng dẫn. Yes. Brother Trương Tấn Lực, Brother Lực here positive with the COVID-19. Yeah. Oh, he got COVID-19 too? Yes. Okay, yes. I got COVID-19 too, and then the Lord and sick of me also. tôi cũng bị nhiễm COVID rồi đó anh Lực ạ. Nhưng mà Chúa chữa lành cho tôi rồi. June 29 I got COVID-19. Tôi bị COVID từ năm 2019 nhỉ, năm ngoái. Cái đây, so now, what happened with him now, right now? What happened with him? Bây giờ cảm thấy như thế nào rồi ạ? Hôm ấy bữa trước có thấy anh cầu nguyện, bây giờ thấy thế nào rồi? Khó. Okay, yes. CPU not easy to breathe. It's not easy to rest. Or is he sick right now? He's sick right now with the COVID. Have just got COVID-19. He's sick with the COVID-19. Okay. Where is he now? Anh Lực đâu rồi ạ? Chắc rớt mạng rồi hả? Okay. Out of internet, I think. Okay, let's... Because, you know, I need to lay hand on him. Is he online now? Chờ anh Lực quay trở lại thì bây giờ người hướng dẫn tiếp theo, khi nào anh Lực lên thì mình mở anh Lực lên. We move to another when this brother come back. Okay. Anybody? Anh Lực mở camera rồi. Oh, okay. He's coming. Yeah, he show up. Yeah. Rồi bây giờ cầu nguyện cho anh Lực. Yes, we pray for him now. Okay, let's pray for him. Okay. Heavenly Father, we just want to thank you for tonight, Lord Jesus. Chúa, chúng con ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì buổi tối ngày hôm nay. And I pray for Brother Luck now in the name of Jesus. Chúa, con cầu nguyện cho anh Lực ngay bây giờ trong danh quyền năng của Chúa Giêsu. I rebuke every spirit of infirmity that is against his life now to come out of him now in the name of Jesus. Trong danh quyền năng Giêsu, rứt tất cả những cái tà linh, tất cả những cái vi khuẩn, virus gây ra bệnh COVID phải đi ra khỏi đời sống của anh ngay bây giờ trong danh quyền năng Giêsu. I rebuke every COVID, you know, COVID-19 that is against his life now in the name of Jesus to come out of his life now in the name of Jesus. Trong danh quyền năng Jesus Christ, ta quở trách tất cả những cái tà linh. Đi ra đi trong danh quyền năng Jesus. As I lay my hand upon my brother Luke now in the name of Jesus. Còn khi có đặt tay trên anh Lực ngay bây giờ trong danh quyền năng Jesus. I said be healed in the name of Jesus. Nó hãy được lành trong danh quyền năng của Chúa Jesus. For your word declare, Lord, by your stripe that we are healed. And I believe Brother Luck has already been healed now in the name of Jesus. Vì lời Ngài đã phán với chúng con rằng là đặt tay trên kẻ đau thì kẻ đau được lành. Thì trong danh quyền năng Jesus Christ, con công bố anh Lực được lành ngay bây giờ trong danh quyền năng Jesus. I apply the blood of Jesus upon Brother Luck now in the name of Jesus. Protect his life. Protect his family. Protect his business in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Con áp dụng huyết của Chúa Giêsu trên đời sống của anh Lực ngay bây giờ và trong danh quyền năng Jesus Christ, con công bố sự bảo vệ của Chúa trên đời sống của anh, bảo vệ đời sống trên gia đình anh và bảo vệ đời, công việc làm ăn của anh trong danh quyền năng Jesus Christ. Hallelujah. Amen. 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 That by his stripes that you are healed. Hãy công bố mỗi ngày rằng là nhờ những lăng đòn Chúa Giêsu chịu, con đã được chữa lành. And one thing that I would like to say to him, to my brother Luke. Do you know garlic? Garlic? Anh Lực biết garlic không? Là cái củ tỏi á. Now, if you have time to buy garlic and then you eat lunch or dinner. Khi mà anh Lực có thời gian, anh Lực đi mua tỏi, sao giờ anh ăn tỏi ha? And then it will help to increase your immune system. Và nó sẽ giúp cho cái hệ thống miễn dịch của anh được tăng cường, được khỏe. Don't buy any medicine, just buy garlic is enough already.
I've been eating garlic, you know, and then my immune system getting strong and strong. Hallelujah. Không cần phải đi mua thuốc gì cho tốn tiền đâu. Mua tỏi ăn thôi. Tôi bữa bị COVID tôi cũng ăn tỏi không à. Cho nên là tôi But I believe that the Lord has already healed you now in the name of Jesus. Và tôi tin là Chúa chữa lành cho anh ngay bây giờ trong danh quyền năng Giêsu. Amen, amen. Amen, amen. Cảm ơn Chúa. Giờ này còn ai muốn mục sư cầu nguyện không ạ? Yes. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Dạ, nếu không có thì... Bà Du Thống rồi. Dạ. Dạ, chú mạng lượng trước đi ạ. Dạ, chú mạng lượng mở mic lên. À, xin mời nói ạ. Hả? Xin mời, dạ, xin mời. Dạ, dạ. Thứ nhất cảm ơn Chúa và cảm ơn hết thảy mục sư và anh em trên đường dây. Dạ, à. Cảm ơn... các anh em, các mục sư cầu nguyện thay cho sắc tộc tại khu vực Sơn Hòa, Phú Yên và thôn số Bạc, hiện tại đang ở thôn số Bạc á, cũng nhớ đến cầu thay cho sắc tộc để được gây dựng hội thánh. Trước nhất là không cũng không có chỗ thờ phượng Chúa vì chỗ thờ phượng Chúa là mượn nhà. Dạ. What does that mean? I don't bây giờ understand. cầu nguyện là chữa lành hay là cầu nguyện gì thì bây giờ nói cầu nguyện mấy cái đó thì có thể nhắn tin được rồi ạ. Yeah. Như là cầu nguyện chỗ cái địa điểm em thì được tăng trưởng phát triển công việc Chúa một sự. Dạ rồi. Dạ. Điểm tiếp theo ạ. Để gây dựng các cái chỗ mà rao giảng phúc âm cho mọi người, bởi vì Kinh Thánh đã nói hãy đi khắp mọi nơi và giảng tin lành cho mọi người. Dạ, yeah. Cảm ơn Chúa. Dạ, bây giờ anh nói cái nhu cầu cụ thể, ví dụ như là chữa lành hay là cái gì đó. Trước nhất là cầu nguyện trong cái địa phương để được tăng trưởng hội thánh, phát triển công việc Chúa. Dạ. Dạ, có đó thôi đúng không anh? Dạ, dạ, đúng rồi. Dạ, rồi, cảm ơn Chúa. Lúc đó mình phải lo công việc Chúa rồi. Chú, đã. Cái chú ngồi ở phía sau kia có cần cầu nguyện gì không ạ? Lại thấy... Thưa mục sư như thế này, chúng tôi ở đây là người sắc tộc cũng đi học hành là nó hơi thấp kém. Vâng, nhờ anh em là cầu nguyện cầu thay cho hết dân tộc ở Phú Yên. Bởi vì dịch lễ này là anh em cũng kẹt, cũng không đi làm đâu xa. Cái vừa làm mướn cầu cũng không được, mà cứ ở nhà rồi anh em cũng học với nhau để cầu nguyện cho nhau. Các hội thánh để giúp đỡ là cầu nguyện cầu thay cho anh em nhiều hơn. Vậy thôi đúng không ạ? Đúng luôn rồi. Dạ rồi, giờ bây giờ cầu nguyện cho hội thánh của chú vậy thôi ạ. Dạ. This is an ethnic group in the middle of Vietnam, Phú Yên. Yeah. Ethnic group like a tribe. They still not have the place to have the meeting, so and they also want to grow in spirit. Want to pray for bless them something. Oh, okay. What is his name? Lương. Lương. Okay, yeah. Lương. Okay. Let's pray for the mighty miracle from the Lord. Và bây giờ mình cầu nguyện để Chúa làm phép lạ trên khu vực của các chú nha. Lord, I pray right now in the name of Jesus. Chúa cầu nguyện ngay bây giờ trong danh quyền năng của Chúa Jesus Christ. You said in your word, Lord, is there anything too hard for the Lord? Chúa ngài nói rằng là không có gì khó quá cho Chúa cả. Lord, I pray that you will supply all of his needs, Lord, to build the house of the Lord in the middle of Vietnam in the name of Jesus. Chúa ơi, ngài nói rằng là không có gì quá khó cho Chúa cả, và Chúa ơi, con cầu nguyện đó rồi Chúa ngài đáp ứng mọi nhu cầu cho chỗ cha của anh chú mạng lượng này, để rồi Chúa có thể xây dựng hội thánh của Chúa tại nơi đó, nhà cửa đất rồi xây dựng những con người ở nơi đó luôn Chúa ơi. Amen. I pray the Lord that you will open the new house of God in the ethnic group, you know, in the middle of the Vietnam right now in the name of Jesus. Chúa có cầu nguyện để rồi cái chỗ của mấy chú ở được mở ra cái điểm nhóm mà Chúa ơi, và rồi đem con cái của ngài đến thờ phượng Chúa tại nơi đó trong danh quyền năng của Chúa Giêsu.
so that they can study the Bible, so that they can pray, they can gather together, Lord, to seek you in the name of Jesus. Để rồi họ có thể cùng với nhau học hỏi lời của Chúa, để rồi cùng với nhau tìm kiếm Chúa, học lời Kinh Thánh nữa, Chúa ơi. Amen. And I pray that you will open the floodgates of heaven, Lord, to bless this family, Lord, this brother Leung, Lord, in the name of Jesus, to open the church, Lord, in the tribes, in the middle of the Vietnam, in the name of Jesus. Chúa con cầu nguyện là trên Chúa ngài mở những cánh cửa sổ trên trời để đổ phước xuống trên chỗ của gia đình anh Lượng cũng như là hội thánh chỗ nơi anh nhóm lại và đem phước hạnh của Chúa đến khu vực từ Phú Yên, Chúa ơi. Bless his business, Lord. Bless his work, Lord God, with abundant blessing from the Lord in the name of Jesus. Chúa ơi, xin hãy ban phước cho công việc làm ăn của các chú rồi mở cửa để rồi những công việc làm đến trong danh quyền năng của Chúa Jesus Christ. Amen. And apply the blood of Jesus upon his life and his family, Lord God. Protect his life, his family, his business in the name of Jesus. Chúa con cầu nguyện áp dụng huyết của Chúa Giêsu Christ trên đời sống của các chú, để rồi trên gia đình các chú, trên công việc làm ăn của các chú, trong danh quyền năng Chúa Giêsu Christ, xin gìn giữ của Chúa ở trên đời sống của họ ngay bây giờ. Amen. 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 Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Cảm ơn các chú. Xin Chúa ban phước cho các chú nha. Xin mời chú Thống. Yeah. Anybody? Yeah, we have. Okay. Brother Thống. Thống, okay. What can I pray for you? Luật sư với nhau, sư tướng nói luật sư cầu nguyện nhưng mà rút hết tài chính đó, luật sư. Vì cũng còn đang thiếu một số nợ. He have the debt. He want to break through. Yeah. Yes. Yeah. Okay. How much that he owe? Anh nợ bao nhiêu tiền ạ? Yeah, còn đúng là khoảng 60 triệu. About $3,000. Oh, $3,000. Okay. Make sure that he will do, you know, the word of God to give to the poor, even though he has no money, you know, just give a little bit only. And then when you give the money to the poor, and then when you give the money to the Lord, God will see your heart. Cho dù anh bây giờ thu nhập của chú Thống là bây giờ cũng có ít hay là như thế nào đó, thì hãy đảm bảo rằng là mình phải dâng hiến 1/10, phải dâng hiến các của dân và ban cho người nghèo. Ba cái điều đó. You need to put the Lord number one. Hãy đặt để Chúa làm đầu trong đời sống của chú Thống. Whenever you receive an income, you know, make sure to bring that 10% the tithe unto the Lord. Khi mà nhận được bất kỳ một cái khoản thu nhập nào đó, thì đảm bảo rằng là mình phải lấy 10% ra để mà dâng hiến cho Chúa. And God will stop the destroyer to come against you. Thì lúc đó Chúa ngài sẽ chặn đứng tất cả những cái kẻ thù, kẻ chống phá, kẻ phá rối là đến phá đời sống của chú. The Lord will rebuke the devourer. Chúa sẽ quở trách những cái kẻ phá hoại. If you obey the word of God. Khi mà chú vâng lời của Chúa thì Chúa sẽ làm điều đó cho chú. Amen. Let's pray for him. Bây giờ cầu nguyện cho chú. Heavenly Father, I just want to thank you for tonight, Lord. Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì tối ngày hôm nay. I pray for my brother Thong, Lord, in the name of Jesus. Chúa cầu nguyện cho chú Thống ngay bây giờ trong danh quyền năng Giêsu. I rebuke every devil of poverty that is against his life in the name of Jesus. Tôi quở trách tất cả những cái linh của cái sự nghèo thiếu đang tấn công đời sống của chú trong danh quyền năng Giêsu. I rebuke every spirit of death that is against his life now in the name of Jesus to come out of his life now in the name of Jesus. Tất cả những cái linh nợ nần đi ra khỏi đời sống của chú Thống đi trong danh quyền năng Giêsu, đi ra ngay bây giờ. And I pray, Lord, that you will help him, Lord, to pay off all of his debt, Lord, in the name of Jesus. Chúa cầu nguyện Chúa xin hãy giúp chú để chú trả hết tất cả những ngón nợ của chú trong danh quyền năng Giêsu Christ. If you can do it for me, I believe you can do it for him also in the name of Jesus. Chúa, nếu mà ngài có thể làm điều đó cho con thì con tin rằng ngài cũng có thể làm đời sống cho con, cho anh Thống trong danh Chúa Jesus Christ. I apply the blood of Jesus upon his life. Con áp dụng huyết của Chúa Jesus trên đời sống của chú Thống trong danh quyền năng của Chúa Jesus Christ.
And I pray, Lord, that you will find the good business, Lord, or good job for him, Lord God, so that he can pay off all of his debt, Lord, in the name of Jesus. Chúa cũng cầu nguyện rồi Chúa ngài có thể sử dụng ngài và cho Chúa Thống một cái công việc nào đó hay là một cái việc làm nào đó hay một công việc làm ăn nào đó để rồi Chúa Thống có thể trả hết cái món nợ của Chúa cho ơi. Bless him in the name of Jesus I pray. Chúa Amen. Cho Chúa Thống trong danh miệng của Chúa Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Cảm ơn Chúa, mục sư. Thank you pastor. Yeah. Yes. And then one thing that I would like to say to him, do you bring the tithe unto the Lord or not? Chỉ có một câu hỏi chú muốn đặt cho chú đó là chú có dâng hiến một phần mười hay không? Có hả mục sư, cái này một phần mười là có dâng một phần mười mà có cái gì mình ban cho cái người nghèo rồi lại chia, cái này thì chưa có, bởi vì có người thu nhập cũng ít nên có dâng cho một phần mười, còn số người lại mình cố gắng trong cái công việc ấy. Yeah, she do tithing, but for the giving to the poor and offering, she's still not. Okay. I pray that the Lord will supply all of his need according to his riches in glory by Christ Jesus. Yeah. Chú cứ làm cái việc dân hiến một phần cái phần cho người nghèo cũng như là cái phần của dân khác ha. Ít cũng dân ít, nhiều dân nhiều. Thì ông cầu nguyện cho chú để rồi chú có thể được nhận được sự chu cấp của Chúa dư dật theo như sự giàu có vinh hiển của Ngài trong đấng Christ Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Chú ban phước cho mục sư Tú, mục sư. Yeah, God bless you, Pastor Edwin. God bless you too. God bless you. Chú ban phước. Yeah. Dạ, còn ai muốn nhờ mục sư cầu nguyện nữa ạ? Hallelujah. Yes. Dạ, nếu không còn thì giờ này con xin mời cô Băng sẽ cầu nguyện cho bộ nhóm ngày hôm nay, cầu nguyện cho bài học cũng như cầu nguyện chúc phước cho mục sư ạ. Okay. So, what is her prayer request? Chúa thánh của ở các tầng trời, thánh hạ, nó và giải cho
lời đáng chúc phước cho chúng con là những người có mặt trong buổi tối hôm nay là sẽ nhờ cậy Đức Sơ Va và lấy Đức Sơ Va làm sự trông cậy của chúng con. Chúng con sẽ chơi như cây trồng nơi dòng suối chơi, đâm rễ theo dòng nước chảy chơi, ngộ khi trời nắng lá chẳng tàn héo và khi hạn hán mất mùa thì chú ra trái không giúp chơi. Con cảm tạ Ngài, xin Chúa tiếp tục ở cùng chơi mục sư và gia đình mục sư. Hai mục sư luôn, con cảm tạ Chúa. Nhân danh Chúa Giêsu, con công bố khi mà mục sư chơi rao giảng lời Chúa, không dịch lời Chúa, thì huyết của Chúa Giêsu bao phủ che chở cho đời sống của ông, cho gia đình của ông, của chúng, của các ông, cho hội thánh của các ông và cho chúng con nữa. Con cảm tạ Chúa. Con chúc phước cho lời của Chúa để rồi mỗi ngày Chúa ơi, Ngài ban cho mục sư Tú và mục sư Evin để rồi mặt mỗi ngày sẽ yêu mến Chúa càng hơn, cho ham thích lời Chúa càng hơn, cũng như Chúa cũng ban điều đó cho chúng con. Con cảm tạ Ngài, xin cho chúng con chơi một buổi tối phước hạnh. Xin Chúa Ngài tiếp tục bày tỏ chơi sự cứu của Chúa Giêsu trên cuộc đời của chúng con. Con Ngài xin Thánh Linh Chúa Ngài bày tỏ một cách rõ ràng cho anh chị em chúng con, cho mỗi bản thân của chúng con tại nơi đây, để kinh nghiệm được về sự sống, sự phước hạnh của Chúa, sự giàu có của Chúa trên cuộc đời của chúng con ngay thời giờ này chơi, trong những ngày tiếp theo chơi, và càng rõ ràng hơn để chúng con biết rằng Chúa ơi, Chúa thật tốt lành và Chúa là Đức Chúa Trời có thật. Chúa đã giúp cho một sư Evin như thế nào, cho một sư Tú như thế nào, thì Chúa cũng giúp cho chúng con, vì chúng con đồng là con của Ngài chơi. Con cảm ơn Chúa. Xin Chúa tiếp tục ở cùng chúng con và dạy chúng con đường con phải theo. Con nói rằng con yêu Chúa và chúng con cùng nhau cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn cô Bằng. Dạ, con xin mời mục sư sẽ cầu nguyện chúc phước cho hội thánh ạ. Mục sư Edwin đúng không em? Dạ. Pastor Edwin, please bless the people of God. Okay. Lord, I pray, Lord, that I would like to pray for the people in Vietnam right now in the name of Jesus. Dạ, con cầu nguyện cho những người dân ở Việt Nam ngay bây giờ. I pray that you will bless the people in Cà Mau, the church in Cà Mau in the name of Jesus. Chúa ơi, con cầu nguyện xin Chúa ngài ban phước cho con dân của ngài tại hội thánh của Chúa tại Cà Mau. And I pray that you will bless the people in Cà Mau with the blessing of Abraham, Isaac and Jacob. Con cầu nguyện xin Chúa ngài ban phước cho con dân của ngài tại Cà Mau bằng phước hạnh của Abraham, Isaac và Jacob. And I pray, Lord, that you will make them increase, never decrease, Lord. Chúa ơi, cầu nguyện rồi Chúa, ngài khiến cho họ luôn luôn tăng lên chứ không bao giờ bị hạ xuống. And I pray that you will make them the head, not the tail. Chúa ơi, ngài khiến cho họ đứng đằng đầu chứ không phải đứng đằng đuôi. And I pray that you will prosper them, Lord. Send prosperity about the people for the people in Cambodia now in the name of Jesus. Chúa ơi, cầu nguyện xin Chúa ngài khiến cho họ trở nên người thịnh vượng, Chúa ơi, để đem sự thịnh vượng của Chúa đến trên đời sống của họ ngay bây giờ trong danh quyền năng của Chúa Jesus Christ. And use them for your glory, Lord God, to expand your kingdom in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah, chi chi ủng của họ và để nó mở mang vương quốc của Ngài ra trên đất này, Chúa, trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen và amen. 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 Hallelujah. Amen. Yeah. Give a big hand to the Lord. Yeah. Yeah, mục sư Tú, cảm ơn mục sư Evin giùm ạ. Yeah. Cảm ơn mục sư. Yeah. Yes, how are you? Xin Chúa đi với mục sư trong một tuần lễ rồi sẽ gặp được mục sư sau tuần lễ sau ạ. Yeah, thank you, Pastor, and God bless you in your mission trip in 1 week, and see you in the weeks after. Okay. Xin Chúa đi cùng mục sư, đi cả gia đình hay là đi một mình mục sư? Do you you go alone? You go with your family? Oh, I will go with my wife, my two daughter, and then my mother-in-law, and then we're going to Surabaya for 1 week, and then to have to go to Bali. 1 week, also 2 weeks. Tổng cộng là mất 2 tuần rồi một sư bảo ha, đi với gia đình, với vợ con, rồi mẹ yeah. nữa. And I pray also for yeah. Pastor Bao that you yeah. will, that God will bless you, your church, yeah. mightily. Amen. Tôi cũng cầu nguyện cho một sư bảo cũng như là xin Chúa ban phước cho một sư bảo cũng như là hội thánh thiên ái. Amen. Yeah. And I pray yeah. that many people member of your church will become a millionaire. Tôi cầu nguyện rồi nhiều thành viên trong hội thánh của một sư bảo trở thành những tỷ phú.
Amen. Amen. Dạ, xin Amen. Chúa đi Amen. Cùng với gia đình mục sư trong kỳ nghỉ đầy phước hạnh. May God bless you and go with you in the mission trip, the trip. Dạ, xin Chúa ban phước lại cho ban sức lại cho mục sư Tú ạ. Cảm ơn mục sư rất là nhiều ạ. Dạ, tôi có một thông báo này với hội thánh. Sáng mai là chúng ta vẫn cầu nguyện, nhưng mà đến 11 giờ thì sẽ chương trình của Thiên Nhi. Tôi có muốn thông báo với hội thánh Chúa cũng như là chúng ta thông báo cho những anh chị em chúng ta biết, mỗi ngày thì bắt đầu 1 giờ rưỡi thì sẽ có chương trình học giáo lý căn bản cho những người mới. Còn nếu anh chị em mình thấy mình không vững thì mình có thể mình chở vô đó học cũng trong phòng Zoom này, 1 giờ rưỡi tới 2 giờ rưỡi. Và ngày mai 3 giờ chiều thì có buổi họp truyền giáo. Những anh em nào truyền giáo thì xin mời chúng ta vô phòng họp chiều mai cũng là trong phòng Zoom của chúng ta. Dạ, xin Chúa ban phước cho quý vị ạ. Rồi, chúng ta có thể mở mic ra chào nhau ạ. Xin Chúa ban phước cho mục sư Bảo. God bless you, Mr. Ewing. God bless you. Chúa ban phước cho anh chị em. Hallelujah. Okay, maybe see you in next 2 weeks, okay? See you. Gặp lại ông bà anh chị em sau 2 tuần nữa nha. And then I will still continue.